Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 881, miễn cưỡng đồng ý cùng dùng bữa cơm với chị. Ngô Hiểu Phương thật ra có cảm giác rất phức tạp với Vương Tiểu Nha, trong lòng nàng cũng có ý hận Vương Tiểu Nha, vì nàng biết chồng mình vì cứu tiểu cô nương nhà giàu này mà thiếu chút nữa đã chết, nàng cảm thấy nếu lúc đó chồng không cứu cô bé thì sẽ chẳng bị thương như vậy. Nhưng về phương diện khác, Ngô Hiểu Phương hiểu nghề của hốc nghép mình là bảo vệ thân chủ, vào thời điểm mấu chốt phải quên mình phục vụ. Sau khi Bàng Đại Binh gặp chuyện không may thì Vương Tiểu Nha thường xuyên đến thăm, điều này cũng làm cho Ngô Hiểu Phương cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao thì cố chủ cũng không tệ, hơn nữa Vương Tiểu Nha chỉ là một cô bé 12 tuổi, Ngô Hiểu Phương cảm thấy mình khó thể trách cô bé. Khốn nổi nàng không tin Hạ Thiên Thần Y có thể cứu chữa cho Bàng Đại Binh, nàng không thể tin, nàng chỉ xem đây là ảo tưởng của một cô bé mà thôi. Hạ Thiên ca ca, mau cứu tỉnh chú Bàng. Vương Tiểu Nha thúc giục. Nàng có chút nóng vội. Trước tiên Hạ Thiên bắt mạch dò xét tình huống thân thể của Bàng Đại Binh, sau đó hắn lấy ngân châm ra nhanh chóng đâm lên người đối phương. Ngô Hiểu Phương đứng ở bên cạnh thấy châm pháp thành thạo của Hạ Thiên thì trong lòng bùng lên chút hy vọng, cũng không coi hắn là người thường, cũng có thể cảm nhận được bản lĩnh thật sự của Hạ Thiên. Dù sao thì châm ở đây, chỉ sợ người bình thường khó thể làm được. Ngoài cửa có hai tên vệ sĩ đang nhìn vào bên trong, còn có hai tên vệ sĩ đứng ở ngoài hành lang xa hơn. Nhưng bọn họ đều an tâm về tình huống trong phòng bệnh, thực tế bọn họ cũng biết được vài chuyện về Hạ Thiên. Thật ra Hạ Thiên có rất nhiều tin đồn, tất nhiên nhiều nhất đều có liên quan đến năng lực đánh nhau hùng mạnh và bản lĩnh tán gái siêu hạng, còn y thuật, mọi người cũng biết được vài tin đồn, nghe đồn hắn được xưng là Hạ Thần Y, nghe nói chỉ cần không chết là có thể được hắn cứu sống. Nhưng dù sao đó cũng là tin đồn, bọn họ cũng chưa từng được thấy tận mắt. Đám vệ sĩ này đều do Kiều Đông Hải sắp xếp. Bọn họ cũng biết đối tượng mình phải bảo vệ chính là phụ nữ của Hạ Thiên. Kiều Đông Hải cũng đã nói rõ với bọn họ, để bọn họ không tiếc mạng bảo vệ cố chủ, nếu bọn họ chết thì Kiều Đông Hải đảm bảo cuộc sống của cả nhà bọn họ, nếu bị thương thì Kiều Đông Hải đảm bảo Hạ Thiên có thể chữa tốt. Dựa theo lời nói của Kiều Đông Hải, chỉ cần bọn họ còn có thể thở, như vậy Hạ Thiên có thể cứu sống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ bọn họ đang nghiệm chứng những lời nói của Kiều Đông Hải, nếu Hạ Thiên thật sự có y thuật thần kỳ như vậy, nếu Hạ Thiên có thể thật sự cứu tỉnh một người có thể nói là đã chết như Bàng Đại Binh, như vậy sau này bọn họ sẽ yên tâm hơn. Sau này chỉ cần bọn họ không chết như tên vệ sĩ kia, bọn họ sẽ có cơ hội được sống. Thời gian giống như trôi qua rất chậm, dù là Vương Tiểu Nha hay Ngô Hiểu Phương hay đám vệ sĩ, thời gian Hạ Thiên chữa bệnh cho Bàng Đại Binh có thể nói là dài dằng dặc. 10 phút sau Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng thi châm, sau đó hắn dùng một tay kéo thiết bị trợ thở trên mặt Bàng Đại Binh. Cậu làm gì vậy? Ngô Hiểu Phương lắp bắp kinh hãi, nàng nghe nói nếu kéo thứ đó ra thì bệnh nhân sẽ chết. Hạ Thiên không trả lời, nhưng một âm thanh khác lại là lời trả lời tốt nhất cho Ngô Hiểu Phương, một giọng nói suy yếu truyền vào trong tai của nàng. Tôi đang ở đâu đây? Ngô Hiểu Phương nghe được âm thanh này mà không khỏi ngẩn ngơ, khoảnh khắc này nàng giống như đang nằm mơ. Nàng đột nhiên bổ nhào đến bên giường, nàng nhìn Bàng Đại Binh, nước mắt không tự giác được phải chảy ra. Đại Binh, anh thật sự đã tỉnh rồi sao? Ngô Hiểu Phương run rẩy hỏi, khoảnh khắc này nàng thật sự khó mà tin được. Hạ Thiên ca ca, anh thật lợi hại. Vương Tiểu Nha cũng kích động. Anh luôn lợi hại như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn chụp lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Tiểu Nha. Đi theo anh sẽ làm em mạnh hơn một chút. Sau này sẽ không còn gặp nguy hiểm. Chú Bàng, dì Ngô, cháu đi trước. Vương Tiểu Nha bắt chuyện với Bàng Đại Binh vừa tỉnh lại, sau đó nàng theo Hạ Thiên bỏ đi, còn Ngô Hiểu Phương lúc này đang ôm đầu Bàng Đại Binh mà khóc giống lên. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi đâu đây? Khi ra cửa chính của bệnh viện thì Vương Tiểu Nha mở miệng hỏi, có lẽ vì nguyên nhân Bàng Đại Binh được cứu tỉnh nên bây giờ nàng hoạt bát khá nhiều. Đi đến chỗ Tiểu Kiều. Hạ Thiên trả lời. Sau đó hắn hỏi một câu. Em có muốn trở thành một cao thủ đánh đấm lợi hại không? Đánh đấm lợi hại sao? Vương Tiểu Nha chớp cặp mắt đẹp. Hạ Thiên ca ca, thật sự lợi hại sao? Có thể mạnh hơn kẻ lừa gạt Triệu Thanh Thanh không? Nhất định sẽ lợi hại hơn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật vậy sao? Vương Tiểu Nha thật sự vui sướng. Hạ Thiên ca ca, em muốn lợi hại hơn Triệu Thanh Thanh, sau đó em sẽ đánh chị ta. Không có vấn đề, anh sẽ làm em lợi hại hơn Triệu Thanh Thanh. Hạ Thiên tin tưởng 10 phần, vì sự an toàn của cô bạn gái nhỏ này,
hắn quyết định phải thi triển nghịch thiên đệ tứ châm, như vậy mới coi như là đề phòng tốt nhất. Hạ Thiên đang chuẩn bị đưa Vương Tiểu Nha đến Kiều gia, nhưng đúng lúc này chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn thấy một dãy số lạ, vì vậy mà không khỏi thầm nghĩ, có tên ngốc nào điện thoại đến uy hiếp hắn sao? Alo, ai vậy? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Là tôi. Âm thanh ở đầu dây bên kia dù không tính là thân thuộc với Hạ Thiên nhưng cũng không xa lạ gì. Tôi là Ninh Khiết. Là quỷ keo kiệt chị sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Này, đã từ Thanh Phong Sơn quay về chưa? Này, đừng gọi tôi là quỷ keo kiệt. Ninh Khiết ở đầu dây bên kia có chút phẫn nộ. Còn nữa, không phải cậu đang nói nhảm sao? Đã hơn một tháng rồi, nếu còn chưa từ Thanh Phong Sơn quay về, cậu nghĩ rằng tôi thích ở lì nơi đó sao? À, tôi nghĩ rằng quỷ keo kiệt chị sẽ ở luôn trên núi. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn hỏi một câu. Chị điện thoại cho tôi làm gì? Trước đó tôi đã nói sẽ mời cậu một bữa cơm, trưa nay cậu có rảnh không? Ninh Khiết có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng mở miệng. Bây giờ tôi đang ở thành phố Giang Hải, sợ rằng hai ngày nữa sẽ về thủ đô, thừa dịp có thời gian tôi mời cậu một bữa cơm. Điều này sao, tôi còn phải suy nghĩ. Hạ Thiên dừng lại chừng 2 giây, sau đó hắn tiếp tục nói. Được rồi, nể mặt quỷ keo kiệt chị xuất hầu bao mời cơm, tôi miễn cưỡng đồng ý, bây giờ tôi có việc, đến trưa cô cứ điện thoại lại. Hạ Thiên cũng không chờ Ninh Khiết mở lời mà cúp ngay điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, quỷ keo kiệt kia hình như rất quan tâm đến mình, sao mình vừa về thành phố Giang Hải thì đối phương đã nhận được tin rồi. Chương 882, Vương Giả quay về. Kiều gia, trong phòng khách biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Lưu manh Hạ Thiên đúng là không ra gì, về Giang Hải mà không đến tìm Kiều Tiểu Thư trước tiên, ngược lại còn đi lêu lổng với người phụ nữ khác. Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Này Kiều Phượng Nhi, Kiều Tiểu Thư không quan tâm, sao bạn cứ quan tâm làm gì? Người khác không biết còn tưởng bạn đang ghen. Kiều Hoàng Nhi nhịn không được phải nhắc nhở một câu. Hoàng Nhi, bạn đừng nói lung tung, chỉ có quỷ mới ghen, nhưng Kiều Tiểu Thư không quan tâm thì mình càng giận. Kiều Phượng Nhi ra vẻ tức giận khó nhịn. Bạn nói xem Kiều Tiểu Thư có tốt với Lưu Manh hay không, cũng không cản Lưu Manh kia tìm vợ bé bên ngoài, còn cung cấp chỗ ăn ở cho đám vợ bé đó. Nhưng Lưu Manh thì sao? Vừa về đến nhà đã đến tìm vợ bé, cũng không thèm điện thoại cho Kiều Tiểu Thư, đúng là lương tâm vứt cho chó ăn. Sở giao người ta bị tống giam, Hạ Thiên đi cứu cô ấy trước cũng là bình thường. Kiều Hoàng Nhi cảm thấy điều này rất bình thường. Này, Hoàng Nhi! Sao bạn lại giúp Lưu Manh Hạ Thiên nói chuyện? Bạn không yêu hắn rồi đấy chứ? Kiều Phượng Nhi bất mãn nói. Bạn mới yêu hắn. Kiều Hoàng Nhi trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi. Mỗi lần cậu đều mắng Hạ Thiên người ta như oán phụ, người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau, chính là như vậy. Kiều Hoàng Nhi cũng không tạo cơ hội cho Kiều Phượng Nhi phản bác, nàng đứng dậy đi lên lầu. Mình đến phòng của tiểu thư, bạn cứ ngồi đây mắng Hạ Thiên. Kiều Hoàng Nhi vừa đi thì Kiều Phượng Nhi thật sự tiếp tục mắng Hạ Thiên. Hạ Thiên lưu manh đáng chết, không có tính người. Kiều Phượng Nhi mới mắng vài câu thì sau lưng chợt vang lên một âm thanh cực kỳ quen thuộc. Này, không biết mắng người sau lưng là rất xấu sao? Trời! Kiều Phượng Nhi lập tức kêu lên sợ hãi, nàng xoay người. Anh về từ khi nào? Người đột nhiên xuất hiện chính là Hạ Thiên, hắn đang nắm tay Vương Tiểu Nha đi vào. Còn những vệ sĩ của Vương Tiểu Nha thì không vào, bọn họ ở bên ngoài biệt thự. Cô cũng không phải là vợ tôi, cô quan tâm tôi về khi nào làm gì. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Cô vừa mắng tôi, nhưng bây giờ tôi đang bận, không có thời gian so đo với cô đừng quấy rầy tôi. Hạ Thiên nói xong thì kéo Vương Tiểu Nha lên lầu, sau đó đi vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại. Trời ạ, Lưu Manh này bây giờ còn không buông tha cho bé gái sao? Còn giữa ban ngày ban mặt, đúng là, chán ghét, Lưu Manh chết tiệt, không biết xấu hổ. Kiều Phượng Nhi thấy được tình cảnh như vậy thì chợt sững sốt, sau đó nàng bắt đầu mắng ầm lên. Sau khi mắng xong thì nàng chợt phát hiện cửa phòng Hạ Thiên mở ra, nàng thấy một luồng ngân quang phóng về phía mình, đến khi nàng kịp phản ứng thì đã quá muộn, nàng phát hiện mình không thể động đậy, nàng chỉ có thể ngồi trên ghế salon như tượng. Lưu Manh đáng chết dám đánh lén mình. Kiều Phượng Nhi thầm mắng trong lòng. Nhưng nàng chỉ có thể mắng thầm, vì nàng có mắng thế nào thì cũng không phát ra âm thanh, tất nhiên người ta sẽ không nghe thấy gì.
Hơn một tháng trước Hạ Thiên rời khỏi Giang Hải thì người biết được cũng không nhiều, hôm nay hắn quay về, chỉ một giờ sau toàn thành phố Giang Hải đã có rất ít người không biết. Đối với người Sở gia, những ngày qua bọn họ cảm thấy có chút ngột ngạt, là bá chủ giang hồ Giang Hải, thực tế đại tiểu thư Sở Giao bị người ta khống chế nhưng không làm gì được, lại bị cảnh sát chụp về trại. Tuy đại tiểu thư giết chết một cảnh sát trước mặt nhiều người, nói theo lý thì bị bắt chỉ là lẽ thường, nhưng điều này cũng làm cho bọn họ mất mặt. Không lâu trước đó, nếu là côn đồ gặp được người của Sở gia sẽ cực kỳ tôn kính, cả đám gọi đại ca, còn hy vọng có thể tiến vào trong hàng ngũ. Nhưng những ngày qua gặp lại đám côn đồ thì thái độ của chúng xoay ngoắt 180 độ, điều này làm cho đám người Sở gia cảm thấy rất ngột ngạt. Đáng tiếc là bọn họ không có biện pháp, dù Sở gia có lợi hại thì cũng chỉ là giang hồ, làm việc chỉ có thể âm thầm trong bóng tối, những chuyện phạm pháp đã làm không ít, nhưng trước nay chưa từng phát sinh sự việc giết chết một cảnh sát trước mặt bao người. Vì vậy Sở gia khó thể cứu đại tiểu thư Sở Giao ra ngoài. Nhưng hôm nay một tin tức phấn chấn truyền đến, Hạ Thiên đã về, Thiên Ca trong truyền thuyết đã về đến Giang Hải, sau đó Thiên Ca làm ra một chuyện mà khó ai tưởng được. Hắn trực tiếp đến trại tạm giam đưa đại tiểu thư ra ngoài, người trong trại không ai dám ngăn cản. Khi nghe được tin tức này thì người Sở gia đều cảm thấy Hạ Thiên quá kiêu ngạo, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy giải hận, những cảm giác ngột ngạt khó hiểu những ngày qua đã tan biến. Lúc này bọn họ hận không thể truyền tin cho tất cả, vì vậy mà tin tức Hạ Thiên quay về đã được truyền đi cực nhanh. Biết cái gì gọi là vương giả quay về chưa? Đây là vương giả quay về, thành phố Giang Hải là thiên hạ của Thiên Ca, Sở đại tiểu thư chúng ta là phụ nữ của Thiên Ca, dù giết chết một tên cảnh sát thì sao? Còn bà nó, có chuyện gì chứ? Đám người khoác lác bên ngoài như vậy, rõ ràng là không an phận. Nếu nói theo phương diện nào đó, người này cũng không tính là nói khoác. Rất nhiều người biết Giang Hải thật sự là thiên hạ của Hạ Thiên, hắn quay về thật sự là vương giả quay về, nói vậy cũng không quá. Nhưng đối với một số người thì Hạ Thiên quay về chưa hẳn là tin tức tốt. Lúc này trong sân vận động của trường Đại học Giang Hải, có một số người đang đá bóng, trên khán đài có một nam một nữ, bọn họ đang xem đá bóng, thực tế lại đang nhỏ to nghị luận. Một nam một nữ này không phải là ai khác, chính là Masako Kimura và Sơn Hạ Cương đến từ Tokyo, Nhật Bản. Còn có Kim Dân Hạo đến từ Hàn Quốc. Tiểu thư, Hạ Thiên đã quay về, Sở Giao đã được hắn cứu ra, tên vệ sĩ bị thương trong bệnh viện cũng đã được hắn cứu tỉnh, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Kim Dân Hạo khẽ hỏi. Chúng ta là sinh viên, chỉ cần lo học tập là được. Masako Kimura thản nhiên nói. Nhưng, tiểu thư, cô không muốn báo thù sao? Kim Dân Hạo không nhịn được nói. Hạ Thiên vừa về. Hắn chắc chắn sẽ bảo vệ vợ mình rất chặt, lúc này ra tay chỉ có tác dụng ngược, vì vậy chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm cơ hội. Trong mắt Masako Kimura lóe lên cái nhìn hận thù nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh. Tôi không đánh giá thấp Hạ Thiên nhưng đánh giá thấp phụ nữ của hắn, Sở Giao đáng lý phải chết lại may mắn giết chết tên cảnh sát kia, nếu không thì tên cảnh sát sẽ để lộ hành tung của chúng ta, chuyện lần này cho thấy hành động của chúng ta vẫn có khe hở, cần phải càng thêm cẩn thận. Chương 883, cho cô thành người câm. Tiểu thư, lần sau chúng ta nên chọn mục tiêu dễ ra tay hơn. Sơn Hạ Cương nãy giờ không mở miệng, bây giờ mới nói. Hạ Thiên có nhiều phụ nữ, dù sao cũng có vài người dễ ra tay, chỉ cần chúng ta có thể giết chết được một người thì coi như kế hoạch sơ bộ thành công. Anh cho rằng đạo lý đơn giản như vậy thôi sao? Masako Kimura hừ nhẹ một tiếng. Cô bé Vương Tiểu Nha là học sinh. Trường cấp này không có cơ chế bảo vệ an toàn hữu hiệu, ra tay tương đối đơn giản, nếu không phải Vương Tiểu Nha quá may mắn thì chúng ta đã thành công. Còn Tôn Hinh Hinh, đây chỉ là một người xuất thân tầm thường, nhưng vì theo Hạ Thiên mà bây giờ thân phận đã không giống trước đó, nhưng nếu so với những người khác thì nàng dễ ra tay hơn. Còn Sở Giao, tuy thân phận của cô ta không tầm thường nhưng lại là người hắc đạo, thường xuyên liên hệ với cảnh sát, đám cảnh sát xuất hiện trước mặt nàng thì cũng có vài phần kính sợ. Nếu đột nhiên có cảnh sát rút súng bắn chết nàng, như vậy rất dễ thành công, nhưng người tính không bằng trời tính, tôi không ngờ tốc độ phản ứng của Sở Giao lại nhanh như vậy. Tiểu thư, chúng ta gặp phải ba sự kiện không may, nhất định sau này bọn họ sẽ đẩy mạnh bảo vệ, ra tay sẽ khó khăn hơn. Sơn Hạ Cương có chút lo lắng. Chúng ta phải tìm kiếm một mục tiêu dễ ra tay hơn mới được. Thật ra tôi đã phát hiện một mục tiêu tốt, nếu ra tay với cô ta, tôi nghĩ rằng khả năng thành công là 9 phần. Kim Dân Hạo cuối cùng cũng mở miệng. Là ai? Masako Kimura quay đầu nhìn Kim Dân Hạo rồi hỏi.
Triệu Thanh Thanh. Kim Dân Hạo khẽ nói ra một cái tên. Triệu Thanh Thanh không phải là phụ nữ của Hạ Thiên. Sơn Hạ Cương lên tiếng. Sơn Hạ Cương nói không sai, Triệu Thanh Thanh chỉ có quan hệ tầm thường với Hạ Thiên, ra tay với nàng không có ý nghĩa. Masako Kimura thản nhiên nói. Hơn nữa Triệu Thanh Thanh là người Triệu gia, nếu không phải bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng ra tay với cô ta, nếu không, sợ rằng chúng ta còn chưa kịp trả thù Hạ Thiên, Triệu gia đã trả thù chúng ta rồi. Nhưng tôi cảm thấy quan hệ giữa Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên vẫn không tầm thường. Kim Dân Hạo vẫn có chút không cam lòng. Anh hy vọng ra tay với Triệu Thanh Thanh, không phải vì muốn báo thù cho tôi chứ. Masako Kimura dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Dân Hạo. Kim Dân Hạo càng thêm hoảng sợ. Tiểu thư, đừng hiểu lầm, tôi thật sự. Không cần giải thích, tôi biết rõ những suy nghĩ của anh. Masako Kimura dùng giọng mất kiên nhẫn cắt ngang lời Kim Dân Hạo. Tóm lại, ngay từ bây giờ tất cả an phận một chút, an tâm học hành, làm một sinh viên tốt. Thời gian còn dài, chúng ta sẽ chậm rãi tìm cơ hội, tôi có đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó dù là Hạ Thiên cũng sẽ có sơ sót, đến khi đó tôi sẽ cho hắn biết thế nào là vĩnh viễn khó thể quên được đau khổ. Vâng, tiểu thư. Kim Dân Hạo và Sơn Hạ Cương cùng trả lời. Masako Kimura không nói gì nữa, nàng chỉ nhìn lên đám người trên sân vận động, biểu cảm trên mặt rất thuận mắt. Kiều gia, trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Kiều Hoàng Nhi đi xuống lầu, nàng thấy Kiều Phượng Nhi ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, vì vậy mà không khỏi buồn bực. Phượng Nhi, bạn đang làm gì vậy? Nấu cơm chưa? Đã sắp đến 12 giờ rồi. Kiều Phượng Nhi chuyển động ánh mắt vài lượt nhưng không có gì hơn, nàng không nói gì, cũng không có động tác gì. Kiều Hoàng Nhi cuối cùng cũng thấy tình huống không đúng, nàng vội vàng hỏi. Phượng Nhi, bạn làm sao vậy? Kiều Hoàng Nhi đáng thương cũng chỉ biết xoay chuyển ánh mắt mà không nói gì. Kiều Tiểu Thư. Kiều Hoàng Nhi lập tức có chút lo lắng, nàng vừa chạy lên lầu vừa hô lớn. Phượng Nhi giống như sinh bệnh, em phải đưa bạn ấy đến bệnh viện. Sinh bệnh rồi sao? Kiều Tiểu Kiều chợt sững sờ, gần đây sức khỏe của Kiều Phượng Nhi là rất tốt, vì sao lại đột nhiên sinh bệnh? Đúng vậy, bạn ấy ngồi ở bên dưới, không hoạt động và chẳng nói được gì, không biết bị làm sao. Kiều Phượng Nhi có chút lo lắng. Em phải đưa bạn ấy đến bệnh viện. Kiều Tiểu Kiều đi ra khỏi phòng, nàng nhìn xuống lầu, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Hoàng Nhi, chồng đã quay về rồi sao? Hình như chưa. Kiều Hoàng Nhi thật sự còn chưa biết, trước đó Hạ Thiên vào thì nàng đang còn ở trong phòng với Kiều Tiểu Kiều, cũng không nghe thấy Hạ Thiên nói chuyện với Kiều Phượng Nhi. Chị đến phòng anh ấy xem thế nào. Kiều Tiểu Kiều có chút nghi ngờ Hạ Thiên đã về. Vì Kiều Phượng Nhi bây giờ không giống như sinh bệnh, vẻ mặt rất bình thường, không có chút biểu hiện có bệnh. Kiều Tiểu Kiều đang định đi lên thì cửa phòng của Hạ Thiên đã mở ra, sau đó Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi thấy Hạ Thiên kéo một cô bé cực kỳ xinh đẹp đi ra. Đúng là lưu manh, ngay cả cô bé cũng không tha. Kiều Hoàng Nhi bắt đầu tán thành với cái nhìn của Kiều Phượng Nhi về Hạ Thiên. Nhưng Kiều Hoàng Nhi cũng khó thể không thừa nhận cô bé kia quá đẹp, hơn nữa nếu nói về chiều cao thì đã hơn 1m5. Tất nhiên những bộ vị mấu chốt của phụ nữ còn chưa phát dục. Kiều Hoàng Nhi ngược lại cũng biết cô bé này tên là Vương Tiểu Nha, nàng thấy cô bé này rất kỳ quái, đầu tiên là có cái tên như một nữ dẫn chương trình, sau đó còn có gương mặt của một ngôi sao siêu cấp, rõ ràng là giống thiên hậu hoa ngữ Triệu Vũ Cơ như đúc. Kiều Hoàng Nhi cảm thấy cô gái này không đi làm ngôi sao thì quá uổng. Chồng. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Tiểu Kiều bắt chuyện, sau đó nàng nói một câu. Phượng Nhi không biết bi làm sao, anh đến xem thế nào. Hạ Thiên xuống lầu, hắn vung tay lên người Kiều Phượng Nhi, sau đó Kiều Phượng Nhi nhảy dựng lên. Hạ Thiên, anh là đồ lưu manh đáng chết. Cô còn tiếp tục mắng thì tôi sẽ cho cô câm luôn. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Kiều Phượng Nhi vội vàng lấy tay che miệng mình, nàng không dám mắng nữa, kinh nghiệm một giờ vừa rồi thật sự là ác mộng với nàng, tất nhiên nàng sẽ không muốn thử. Kiều Hoàng Nhi thì coi như hiểu rõ. Thì ra Kiều Phượng Nhi trước đó mắng Hạ Thiên, kết quả là bị Hạ Thiên trả thù, người này trả thù quả nhiên có phong cách quá mạnh mẽ. Chị Tiểu Kiều. Vương Tiểu Nha bên kia cũng mở miệng chào hỏi Kiều Tiểu Kiều. Tiểu Nha, em không sao chứ? Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, nàng dịu dàng hỏi. Không có gì, Hạ Thiên ca ca nói sẽ cho em ở lại đây, khi nào luyện tốt võ công sẽ về. Vương Tiểu Nha nũng nịu nói. Đợi đến khi cô luyện võ công cho ra hồn. Sợ rằng cô đã lớn tướng rồi.
Kiều Phượng Nhi nhìn không được phải nói thầm một câu. Hạ Thiên ca ca nói tôi sẽ nhanh chóng lợi hại hơn chị. Vương Tiểu Nha nhìn Kiều Phượng Nhi rồi nghiêm trang nói. Hạ Thiên ca ca còn nói, đến khi tôi đánh bại chị, tôi sẽ có thể về nhà. Tôi thấy anh ta cố ý nói như vậy, cốt để em không được về. Kiều Phượng Nhi hừ một tiếng nói. Chương 884, thua thì làm vật thí nghiệm cho tôi. Hạ Thiên ca ca sẽ không bao giờ gạt tôi, chắc chắn không lâu nữa tôi sẽ đánh bại chị. Vương Tiểu Nha bĩu môi, rõ ràng nàng tin Hạ Thiên, tin hắn không gì không làm được. Này, cô có muốn đánh cuộc với tôi không? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Tôi đảm bảo Tiểu Nha chỉ cần học võ một tuần lễ là có thể đánh ngã cô. Đánh cuộc thì đánh cuộc. Kiều Phượng Nhi cũng không tin mình khổ sở rèn luyện cả chục năm mà thua một nha đầu mới học võ một tuần. Nói đi, đánh cuộc cái gì? Nếu cô thua thì phải làm vật thí nghiệm cho tôi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ phận như hai quả núi của Kiều Phượng Nhi, hắn mở miệng nói. Kiều Phượng Nhi không hiểu. Làm vật thí nghiệm cái gì? Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi muốn thử xem ngực càng lớn có phải càng đẹp không? Nếu cách khác cô sẽ làm vật thí nghiệm cho tôi sẽ làm cho ngực cô càng lớn thêm, để xem như vậy có phải tốt lên không? Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Anh! Kiều Phượng Nhi lập tức đỏ mặt. Lưu manh! Cô mới lưu manh, tôi đang nói chuyện chính sự. Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Nếu cô không đánh cuộc thì thôi. Đánh cuộc thì đánh cuộc, ai nói không dám. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói, nàng vừa bị tổn thương khá nặng, bây giờ muốn tìm về chút thể diện. Tuy nàng biết Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng dù sao nàng cũng không tin Vương Tiểu Nha chỉ mất một tuần có thể lợi hại hơn mình. Dù sao nàng cũng từng học võ công từ chỗ Hạ Thiên, hơn nữa trước kia còn bị Liễu Mộng tra tấn, nàng cảm thấy bây giờ mình rất lợi hại. Dù là đảo mắt khắp thành phố Giang Hải thì đám vệ sĩ chẳng ai là đối thủ của nàng. Thậm chí là đệ nhất vệ sĩ của thành phố Giang Hải năm xưa là Phương Sở cũng không đánh lại nàng. Vậy thì coi như xong, đến lúc đó thua cũng đừng cãi chảy cãi cối. Hạ Thiên có chút vui sướng, hắn thấy mình sắp có được một vật thí nghiệm. Nếu anh thua thì sao? Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Nếu tôi thua thì thế nào cũng được. Hạ Thiên không quan tâm. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thua. Hừ, anh nhất định sẽ thua. Kiều Phượng Nhi khẽ hừ một tiếng. Trong đầu nàng đang suy nghĩ, đến khi Lưu Manh kia thua, nàng sẽ phải bắt hắn làm gì nhỉ? Hạ Thiên ca ca, em đi luyện võ trước. Vương Tiểu Nha thấy Hạ Thiên quyết định đánh cuộc với Kiều Phượng Nhi thì càng thêm coi trọng chuyện luyện võ, vì nàng không muốn Hạ Thiên ca ca thua trận. Ừ, trước tiên em đi luyện phiêu miểu bộ, đến khi luyện tốt thì anh sẽ dạy em cách dùng. Hạ Thiên nhanh chóng nói, trong thời gian một giờ qua, đầu tiên hắn dùng nghịch thiên đệ tứ châm tẩy tủy cho Vương Tiểu Nha, cải tạo cơ thể cho nàng. Sau đó hắn dạy cho nàng nội công tâm pháp, thuận tiện cũng vẽ phiêu miểu bộ xuống đất, dạy nàng cách rèn luyện, tạm thời hắn chỉ cần để nàng tự rèn luyện là được. Hạ Thiên ca ca, em biết rồi, em nhất định sẽ luyện tốt, anh nhất định sẽ thắng. Vương Tiểu Nha nhanh chóng nói một câu, sau đó nàng chạy lên lầu. Phượng Nhi, chúng ta đi nấu cơm. Kiều Hoàng Nhi kéo Kiều Phượng Nhi vào phòng bếp, phòng khách chỉ còn lại Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Chồng, những ngày anh ở trên biển. Anh có khỏe không? Kiều Tiểu Kiều đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng khẽ ngồi xuống rồi dịu dàng hỏi. Cũng không tệ lắm, nhưng chẳng có gì chơi vui. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy Kiều Tiểu Kiều. Vợ, hình như những ngày qua em cũng không béo lên, vẫn nặng như cũ. Gần đây có quá nhiều việc. Kiều Tiểu Kiều có chút xấu hổ, nàng định nói gì đó nhưng vẻ mặt hơi đỏ hồng, cuối cùng nàng cũng không nói ra. Thật ra nàng muốn nói với Hạ Thiên, tuy thể trọng của nàng không đổi. Nhưng có vài bộ vị trên người nàng biến đổi, tất nhiên nàng vẫn ngại nói ra. Đều là do đám ngốc kia làm loạn, làm hại Tiểu Nha gầy đi, em cũng không thể mập được. Hạ Thiên có chút tức giận. Đợi đến khi anh tìm được bọn họ, anh sẽ cho bọn họ biết tay. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, vợ, Thanh Phong Sơn bên kia thế nào rồi? Chuyện Thanh Phong Sơn còn chưa có tiến triển, còn chưa biết bí thư huyện Mộc Dương sẽ là ai. Nghe nói sẽ là cán bộ, hàng không, nhưng nhân tuyển cụ thể là ai thì nhị bá cũng không biết. Nghe nói trong vòng vài ngày nữa cũng sẽ có thể xác định. Kiều Tiểu Kiều cũng có chút lo lắng. Nhưng trong thời gian một tháng thì phim tuyên truyền của huyện Mộc Dương đã làm rất tốt, hơn nữa đã trắng trợn tuyên truyền, nghe nói tất cả đều do chủ tịch huyện Mộc Dương là Ngô Ủng Quân phụ trách.
vì phim tuyên truyền làm khá tốt mà bây giờ có rất nhiều người có hứng thú với vấn đề khai phá Thanh Phong Sơn, đối với chúng ta thì người cạnh tranh ngày càng nhiều. Không sao, dù thế nào chúng ta cũng nhất định phải mua lại Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên cũng không quan tâm vấn đề này, hắn để ý đến chuyện khác. Kỳ quái, Tống Ngọc Mị không biết lại muốn làm gì, vừa rồi Ninh Khiết vừa điện thoại cho anh, nói muốn mời anh dùng cơm. Ninh Khiết sao? Kiều Tiểu Kiều chợt kinh hãi. Là cô đồ đệ của Tống Ngọc Mị lợi hại kia sao? Là Ninh Khiết mà trước đó đã đến Thanh Phong Sơn à? Đúng vậy, là chị ta. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôi đã đồng ý chút nữa sẽ đi dùng cơm với chị ấy. Hạ Thiên đang nói thì điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại, đúng là Ninh Khiết gọi đến. À, quỷ keo kiệt điện thoại đến thúc anh đi dùng cơm. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn nhận điện thoại. Này, quỷ keo kiệt, chị đang ở đâu? Trên đường Giang Đông có một nhà hàng Tây, tôi đã gọi món sẵn, bây giờ cậu đến đi. Đầu dây bên kia chính là Ninh Khiết, nàng nói ra một địa chỉ, lần này cũng không phản bác với cách xưng hô của Hạ Thiên. Được rồi, tôi sẽ qua. Hạ Thiên đồng ý rồi cúp điện thoại. Chồng, Ninh Khiết sợ rằng có ý đồ bất lương, cậu dùng cơm với chị ấy phải cẩn thận. Kiều Tiểu Kiều có chút lo lắng. Không có gì, quỷ keo kiệt không phải là đối thủ của anh muốn đối phó với chị ấy thì rất dễ dàng. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Nói không chừng anh còn có thể từ cô ấy mà biết được vài tình huống về Tống Ngọc Mị, nếu Tống Ngọc Mị thật sự bị thương rất nặng, anh có thể trực tiếp đến thủ đô để xử lý chị ta. Hạ Thiên nói xong thì ôm Kiều Tiểu Kiều trong lòng đặt lên ghế salon, sau đó hắn đứng lên. Vợ, anh đi tìm Ninh Khiết, có chuyện gì cứ điện thoại cho anh. Được, chồng, em biết rõ. Kiều Tiểu Kiều lên tiếng. Hạ Thiên nhanh chóng rời khỏi Kiều ra, sau đó hắn bắt taxi chạy đến nhà hàng Tây trên đường Giang Đông. Chương 885, quỷ keo kiệt không có tương lai. Nhà hàng này quả thật rất mới, từ trong ra ngoài đều mới mẻ. Ngay cả quần áo của nhân viên phục vụ cũng mới tinh. Bây giờ là thời điểm dùng cơm trưa, bên trong cũng không có vài người dùng cơm, rõ ràng có liên quan đến vấn đề quán ăn này vừa mới mở cửa. Hạ Thiên vốn cho rằng đây là nơi dùng cơm Tây, vì nhà hàng Tây phải dùng cơm Tây, nhưng khi hắn đến nơi mới phát hiện ra mình lầm lẫn, thì ra tên của nhà hàng là nhà hàng Tây. Hừ, sao không gọi là nhà hàng Đông? Hạ Thiên có chút khó chịu, không phải vì cái tên của nhà hàng. Vì bên dưới bảng hiệu của nhà hàng còn có một dòng chữ rất bắt mắt. Nhà hàng không cung cấp cơm Tây. Chưa nói đến vấn đề tên là, nhà hàng Tây, khốn nổi lại ghi là không cung cấp cơm Tây, chẳng phải có danh mà không có thực tế sao? Dù Hạ Thiên cảm thấy cơm Tây hay cơm Trung cũng như nhau, khác nhau không lớn, nhưng hắn thấy bảng hiệu của nhà hàng cũng cảm thấy bức bối. Nhà hàng Tây này không có nhiều người, Hạ Thiên vừa vào cửa đã nhận ra Ninh Khiết, nàng đang ngồi một mình, cách ăn mặc rất phổ thông. Quần áo khá rộng, nhìn qua giống như một cô gái bình thường. Nếu không phải nàng chẳng bình thường, tươi đẹp hơn những cô gái bình thường một chút, mà bây giờ tình cảnh lại không giống lần trước gặp mặt Hạ Thiên, đám vệ sĩ của nàng đã không thấy đâu. Này, quỷ keo kiệt, sao chị tìm nhà hàng kỳ quái như vậy? Hạ Thiên ngồi đối diện với Ninh Khiết rồi dùng giọng mất hứng hỏi. Cậu không thấy nhà hàng này rất có cá tính sao? Ninh Khiết thản nhiên nói. Còn nữa? Cậu cũng gọi tôi là quỷ keo kiệt, tôi đây giữ luôn tính keo kiệt, chỗ này vừa khai trương, có giá ưu đãi. Ủa, quỷ keo kiệt chị sao không giống như lần trước gặp mặt nhỉ? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết một lúc lâu rồi ngạc nhiên hỏi. Phải không? Trên gương mặt đẹp của Ninh Khiết lộ ra vẻ phức tạp, sau đó nàng khẽ nói. Những ngày qua có một việc xảy ra, có lẽ tâm tình của tôi cũng vì vậy mà biến đổi. Ninh Khiết nói đến đây thì đột nhiên thay đổi chủ đề. Hừ, không nói về vấn đề này nữa, gọi món thôi, cậu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên. Ninh Khiết vừa nói vừa đưa menu cho Hạ Thiên, hắn nhận menu rồi trả lại cho nàng. Quỷ keo kiệt, chị gọi đi, miễn tôi ăn quá nhiều, chị lại đập đầu vào tường. Này, cậu đừng nói đến vấn đề đập đầu vào tường được không? Tôi chẳng qua chỉ không cẩn thận mà vấp ngã, cậu sao lại không biết? Ninh Khiết có chút tức giận. Cậu có biết trước đó tôi khiêng cậu về nhà đã mất bao nhiêu sức lực không? Mệt mỏi thế nào không? Dù cậu không cảm tạ tôi, cũng đừng nên nói tôi keo kiệt chứ. Điều này, tôi còn phải nghĩ lại. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sau đó hắn lên tiếng. Tôi phát hiện dù chị không đập đầu vào tường thì cũng là quỷ keo kiệt,
sau này tôi tiếp tục gọi chị là như vậy. Ninh Khiết chợt chán nản, 10 giây sau nàng mới dùng giọng mất hết sức lực nói. Thôi, cậu thích gọi sao cũng được. Ninh Khiết nhanh chóng gọi vài món, sau đó nàng cũng không nói thêm điều gì, Hạ Thiên thì nhìn chằm chằm vào nàng, điều này làm nàng có chút mất tự nhiên. Này, cậu nhìn tôi làm gì vậy? Ninh Khiết không nhịn được hỏi. Chỉ nhìn mà thôi, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Ninh Khiết lập tức không phản đối, nếu nàng không cho Hạ Thiên xem, chắc chắn hắn sẽ nói nàng là quỷ keo kiệt, nếu không tốt sẽ bị hắn nói đã xem hết tất cả bộ phận trên người. Cũng may món ăn được đưa lên rất nhan, đây chính là chỗ tốt của nhà hàng mới, dù sao đầu bếp cũng còn nhiều hơn cả khách hàng, vì vậy tốc độ đưa thức ăn lên có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Khi món ăn được đưa lên thì Ninh Khiết cũng không còn xấu hổ như vừa rồi, vì sau đó Hạ Thiên đã chuyển lực chú ý lên thức ăn. Tốc độ ăn cơm của Hạ Thiên gần đây là rất nhanh, Ninh Khiết cũng không gọi nhiều, không hổ tác phong keo kiệt, vì vậy bữa cơm ăn chưa được bao lâu thì đã chính thức tuyên cáo chấm dứt. Ăn xong rồi, tôi đi trước đây. Hạ Thiên ăn xong lau miệng sạch sẽ và chuẩn bị phủi đít bỏ đi, nói xong cũng hầu như đứng lên ngay. Khi thấy Hạ Thiên chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì Ninh Khiết cũng không còn gì để suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng hô một câu. Chờ chút, tôi còn có việc phải nói với cậu. À, tôi ở bên ngoài chờ chị. Hạ Thiên nói xong thì đi ra ngoài, hắn không muốn ở lại trong nhà hàng hữu danh vô thực này. Khoảnh khắc này Ninh Khiết chợt sinh ra cảm giác không kịp trở tay, nàng chỉ vội vàng tính tiền rồi đi ra nhà hàng, khi thấy Hạ Thiên đứng ở ven đường thì không nhịn được phải hỏi một câu. Cậu bận rộn như vậy sao? Đúng vậy, tôi đều bận rộn. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Tôi còn phải đến với rất nhiều vợ. Ninh Khiết bị những lời của Hạ Thiên làm cho nghẹn giọng, nếu là người khác nói như vậy, nàng sẽ không tin, nhưng Hạ Thiên nói thì nàng không thể không tin. Đúng là không có biện pháp, ai bảo hắn có nhiều vợ như vậy. Chúng ta đi thôi, tôi có một số việc muốn nói với cậu. Ninh Khiết có chút chần chừ, nàng chủ động liên hệ. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết, hắn suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Được rồi, nể mặt quỷ keo kiệt chị mời tôi một bữa cơm, tôi sẽ đi dạo với chị một lúc. Hạ Thiên nói đến đây thì dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ninh Khiết. Chị xem, quỷ keo kiệt chị rõ ràng không có tương lai, nhỏ mọn như vậy nên kết quả là không có ai cùng dạo phố, sau này chị đừng nên keo kiệt như vậy nữa. Ninh Khiết lập tức sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, nàng sao lại keo kiệt. Hạ Thiên khốn kiếp kia ăn sạch tất cả những thứ trong nhà nàng, sau này nàng còn bị hắn xem sạch, tất cả những chỗ không thể sờ vào trên người nàng đều bị hắn xoa nắn vài lượt, như vậy mà tên này còn nói nàng keo kiệt sao? Trên đời còn có người phụ nữ nào hào phóng như nàng? Ninh Khiết rất muốn mắng Hạ Thiên, nhưng cuối cùng nàng lại nhịn, nàng chậm rãi đi về phía trước. Hạ Thiên thì giữ lời, lúc này hắn cùng nàng đi về phía trước. Ninh Khiết đi trên đường có thể nói là rất ra dáng. Lúc này Hạ Thiên phát hiện nàng mặc một cái quần jean, quần buộc chặt hai chân thon dài, nhìn khá mê người. Hạ Thiên, có chuyện tôi muốn nói cho cậu biết. Sau khi đi được 100 mét về phía trước thì Ninh Khiết cuối cùng cũng mở miệng. Còn nhớ rõ tình huống chúng ta gặp mặt ở huyện Mộc Dương trước đó không? Tôi nói cho cậu biết, tôi đi du lịch Thanh Phong Sơn, thực tế cũng không phải là như vậy. Vậy chị đi đến địa phương chết tiệt đó làm gì? Hạ Thiên có chút buồn bực. Này! Chị chẳng phải muốn xây nhà ở đấy chứ? Không phải, tôi đến đó tìm một người. Ninh Khiết đột nhiên dừng bước rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên. Cậu có nghe qua một người tên là Nguyệt Thanh Nhã chưa? Chương 886, thuận tiện lừa chị ta. Ủa, sao chị biết tên của thần tiên tỷ tỷ? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ninh Khiết. Thần tiên tỷ tỷ? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Chị ấy là thần tiên sao? À! Thần tiên tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ, cũng lợi hại như tiên, vì vậy tôi gọi chị ấy là thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hắn tiếp tục truy vấn. Này, quỷ keo kiệt, chị còn chưa nói cho tôi biết làm sao biết tên của thần tiên tỷ tỷ. Sư phụ tôi, nghiêm khắc mà nói thì người đã từng là sư phụ của tôi đã nói như vậy. Ninh Khiết tiếp tục đi về phía trước, giọng điệu của nàng có chút mờ ảo. Tháng trước tôi đến Thanh Phong Sơn chính là phụng mệnh đi tìm Nguyệt Thanh Nhã, vì sư phụ cho rằng chị ta ở Thanh Phong Sơn. Nhưng tôi đến Thanh Phong Sơn mà cuối cùng chẳng có thu hoạch gì, sư phụ rất tức giận nên trục xuất tôi khỏi sư môn, bây giờ tôi vẫn như trước kia, vẫn là hai tay trắng. Thì ra chị coi người phụ nữ kia là sư phụ,
hèn gì tôi phát hiện cơ thể của chị không có vấn đề. Hạ Thiên ra vẻ bừng tỉnh. Tôi thấy người phụ nữ kia có bệnh thì phải, đầu óc có vấn đề sao? Thần tiên tỷ tỷ sẽ không ở địa phương trời ơi như Thanh Phong Sơn. Cậu biết sư phụ của tôi là ai sao? Ninh Khiết có chút kinh ngạc. Tất nhiên tôi biết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi đã xem bệnh cho người phụ nữ kia một lần, lần trước đám vệ sĩ của chị cũng là vệ sĩ của người phụ nữ kia. Còn nữa, bây giờ chị và người phụ nữ kia có cùng một loại bệnh, quỷ keo kiệt, tôi phát hiện chị rất đáng thương, tôi vất vả lắm mới chữa hết bệnh cho chị, NBA giờ chị lại sinh bệnh. Cậu nói tôi sinh bệnh sao? Ninh Khiết chợt kinh hoàng. Nhưng tôi cảm thấy mình rất tốt. Tốt mới là lạ, chị sẽ chết. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi hỏi chị, có phải bây giờ chị thường xuyên cảm thấy lạnh, còn thường xuyên nghĩ về đàn ông? Cậu mới nghĩ về đàn ông? Ninh Khiết không khỏi đỏ mặt. Tôi chỉ nghĩ về phụ nữ, hơn nữa không nghĩ về chị. Hạ Thiên bĩu môi. Chị có tin không, nếu không phải thấy chị đáng thương, tôi đã chẳng nói cho chị biết làm gì. Ninh Khiết có chút trầm mặc, nàng không nói gì, chỉ chậm rãi đi về phía trước giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Này, quỷ keo kiệt, chị còn có gì để nói nữa không, nếu không thì tôi đi. Hạ Thiên đi được một lát thì mở miệng. Tuy tôi không keo kiệt như chị, nhưng chị không phải là vợ tôi cũng không mãi đi dạo phố cùng chị được. Hạ Thiên, thật ra tôi phải cảm tạ cậu, nhờ cậu mà tôi có một cuộc sống mới, cũng có được những kinh nghiệm chưa từng có. Ninh Khiết cuối cùng cũng mở miệng, hình như có chút cảm khái. Mặt khác tôi còn muốn nói một lời xin lỗi với cậu, tôi biết rõ người từng là sư phụ của tôi là kẻ địch của cậu, tuy không phải là ý của tôi, nhưng tôi lại giúp cô ta đối phó với cậu. Tôi xin lỗi với tất cả, điều duy nhất đáng ăn mừng chính là tôi không còn phải thực hiện những chuyện kia. À, không cần cảm ơn, tôi rất rộng lượng, không có gì thì tôi đi. Hạ Thiên ra vẻ rất vội vã, hắn nói xong thì xoay người bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Ninh Khiết. Này, quỷ keo kiệt, nếu chị cảm thấy thân thể phát lạnh và rất muốn tìm đàn ông, như vậy có thể đến tìm tôi sẽ chữa cho chị. Lúc này Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết trả lời, hắn nhanh chóng biến mất. Ninh Khiết nhìn về phía Hạ Thiên biến mất mà trong mắt có chút phức tạp, khoảnh khắc này nàng có chút áy náy, còn có chút bất đắc dĩ. Một lát sau nàng lấy điện thoại ra rồi bấm số. Sư phụ, là con. Hạ Thiên vừa vào tòa nhà Hải Giang thì điện thoại đã vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem, thì ra là Kiều Tiểu Kiều điện thoại đến, vì vậy hắn tranh thủ thời gian nhận máy. Vợ, có việc tìm anh sao? Hạ Thiên nhanh chóng hỏi. Chồng, cậu còn đang dùng cơm sao? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi. Không có, anh vừa đến tòa nhà Hải Giang, chuẩn bị đến thăm chị Hinh. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, Tôn Hinh Hinh thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn, hắn cảm thấy mình nên đi tìm nàng, cũng thuận tiện giúp nàng tẩy tủy. À, em có chút lo lắng, vì vậy mới điện thoại hỏi anh. Kiều Tiểu Kiều giống như thở ra một hơi, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. Ninh Khiết kia không nói gì chứ? Không có gì, quỷ keo kiệt muốn gạt anh tiện tay gạt luôn chị ta. Hạ Thiên cười hì hì nói. Quả nhiên chị ta còn chưa tìm được thần tiên tỷ tỷ. Bây giờ muốn dựa vào anh để tìm tin tức mới, anh sẽ không cho chị ta biết. Vậy thì tốt rồi, em thật sự có chút lo lắng, sợ chị ta sẽ tìm được chị Nguyệt. Kiều Tiểu Kiều yên tâm hơn khá nhiều. Chồng, vậy anh cứ đi tìm chị Hinh đi, em cũng chuẩn bị ngủ chưa? Được. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi nhanh chóng đi vào tòa nhà Hải Giang. Hạ Thiên nhanh chóng đi đến công ty Lam Thiên, hắn vừa vào cửa thì đụng mặt người quen, đó không phải là Tôn Hinh Hinh, là Khổng Mính. Ủa, Hạ Thiên à? Khi thấy Hạ Thiên thì Khổng Mính rất kinh ngạc, sau đó nàng hô lớn. Này, Tôn Hinh Hinh, đàn ông nhà bạn đến rồi kìa. Khổng Mính, bạn hô loạn cái gì vậy? Cửa phòng làm việc mở ra, một người đẹp trí thức cực kỳ quyến rũ bước ra, đúng là Tôn Hinh Hinh, nhưng nàng vừa mới dứt lời thì chợt ngẩn ngơ, vì nàng thấy Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu đã quay lại. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng trở nên vui mừng, nàng tiến lên vài bước. Cũng không quan tâm bên cạnh có nhiều người, nàng phóng vào trong lòng Hạ Thiên. Này, chú ý ảnh hưởng, trong đây có rất nhiều đồng bào nam chưa lập gia đình, các người không được ân ái ở đây. Khổng Mính ở bên cạnh hét loạn lên. Này Tôn Hinh Hinh, chiều nay cũng đừng đi làm nữa, người ta nói xa cách lâu ngày thắng tân hôn, các người tranh thủ thời gian về nhà thân mật, nếu không thì đến gần đây thuê phòng cũng được.
Tôn Hinh Hinh nghe được những lời trêu chọc của Khổng Mính mà gương mặt không khỏi đỏ hồng lên, nàng rời khỏi lòng Hạ Thiên, nàng khẽ nói. Hạ Thiên, cậu chờ tôi với, tôi vào lấy túi. Tôn Hinh Hinh vào phòng làm việc, chưa đến một phút sau nàng đã đi ra, trên tay có một chiếc túi, sau đó nàng khoác tay Hạ Thiên rồi khẽ nói. Chúng ta đi thôi. Được. Hạ Thiên rõ ràng cầu còn chưa được, hắn thuận tay ôm eo Tôn Hinh Hinh rời khỏi công ty. Khổng Mính nhìn bóng lưng của hai người mà chợt ngẩn ngơ, một lúc lâu sau nàng mới lẩm bẩm. Tôi chỉ nói chơi mà thôi, hai người thật sự đi mướn phòng, có đáng giá keo sơn như vậy không? Hạ Thiên vừa đi ra khỏi công ty lại đột nhiên quay đầu nói. Này, hôm nay các anh óc thể tạm thời nghỉ ngơi, không cần đi theo. Đối tượng của Hạ Thiên tất nhiên là vệ sĩ của Tôn Hinh Hinh, khi nghe nói như vậy thì vài tên vệ sĩ nói. Vâng, Hạ Tiên sinh. Chương 887, cảm giác nguy cơ của Tôn Hinh Hinh. Những năm nay làm ông chủ có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như bây giờ Hạ Thiên có thể nói là ông chủ của đám vệ sĩ, cho nên hắn không muốn đám vệ sĩ đi theo, bọn họ sẽ tự giác không theo. Tất nhiên điều này cũng là thứ mà bọn họ có thể thấu hiểu, Tôn Hinh Hinh ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, như vậy bọn họ sẽ không cần lo lắng cho an toàn của nàng. Nếu ngay cả Hạ Thiên mà không bảo vệ được cho Tôn Hinh Hinh, như vậy bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Tôn Hinh Hinh bây giờ cũng là bà chủ, trước kia có lẽ còn có nhân viên công ty Lam Thiên có ý với nàng, nhưng bây giờ không còn ai dám, vì bọn họ biết Tôn Hinh Hinh thật ra chính là vợ của ông chủ công ty. Những năm nay có nhiều kẻ không biết sống chết mà cướp đoạt phụ nữ với ông chủ, hơn phân nửa là có kết cục không tốt, bọn họ cũng không muốn có kết cục xấu. Vì Tôn Hinh Hinh là bà chủ nên có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, cũng không có ai dám nói gì. Trước kia Tôn Hinh Hinh còn có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ nàng chẳng còn nhiều cố kỵ, vì nàng đã cảm nhận được một nguy cơ. Vì xuất thân tầm thường nên trước đây Tôn Hinh Hinh đều có chút mặc cảm tự ti, tất nhiên thứ này cũng không quá rõ ràng, nhưng khi nàng so sánh mình với người khác thì cảm giác này ngày càng nhiều. Đúng là không có biện pháp, vì những người nàng so sánh đều là phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên, ai cũng rất xuất sắc. Tôn Hinh Hinh biết rõ ưu thế của mình, nàng hấp dẫn người ta nhất chính là gương mạo xinh đẹp và dáng người rất tốt. Nhưng nếu nàng đứng trước mặt những người phụ nữ còn lại của Hạ Thiên cũng không có ưu thế về gương mạo hay dáng người. Những ngày qua thật ra Tôn Hinh Hinh cũng thường xuyên đụng mặt Diệp Mộng Oánh, mỗi ngày Diệp Mộng Oánh đều chào hỏi nàng một câu, nhưng mỗi lần như vậy nàng luôn sinh ra cảm giác đối phương là nữ vương cao quý, còn mình chỉ là bình dân, giữa hai người có sự chênh lệch quá lớn. Tuy nói Tôn Hinh Hinh bây giờ cũng coi như là người có tiền, nhưng số tiền này thật sự đều là Hạ Thiên cho nàng. Dù số tiền đó thật sự là của nàng thì so sánh với Diệp Mộng Oánh vẫn kém rất xa. Tôn Hinh Hinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng phát hiện ra ưu thế tốt nhất của mình chính là thân thể, nàng có được sự khác biệt với những người phụ nữ khác, đó chính là mùi hương cơ thể đặc thù. Trong ấn tượng của Tôn Hinh Hinh thì Hạ Thiên rất say mê thân thể của mình, mỗi lần cùng nàng thì hắn đều hoạt động không biết mệt mỏi, vĩnh viễn giống như không thỏa mãn. Nhưng hình như đó chỉ là trong ấn tượng của nàng. Vì thực tế đã lâu rồi Hạ Thiên chưa đụng vào nàng. Tôn Hinh Hinh cũng không phải loại phụ nữ nửa đêm động dục, nhưng khi cùng chung đụng với Hạ Thiên, nàng cũng thường xuyên không chịu nổi sự vô độ của hắn. Trước kia nếu Hạ Thiên không đi tìm nàng, sợ rằng nàng còn có chút vui mừng, vì tối đó nàng sẽ được ngủ ngon giấc. Nhưng đối với bất kỳ một người phụ nữ nào, nếu trong vòng vài tháng mà đàn ông của mình không động vào, trừ khi là nàng không thích hắn, nếu không thì nhất định sẽ ngủ không ngon giấc. Bây giờ Tôn Hinh Hinh chính là như vậy, trước đó Hạ Thiên đến thủ đô và ở lại một tháng, sau đó quay về tuy gặp mặt nàng một lần, đưa cho nàng không ít tiền, nhưng không có gì hơn. Cuối cùng hắn bỏ đi, trong khoảng thời gian đó hắn không đến với nàng. Tôn Hinh Hinh vốn nghĩ rằng Hạ Thiên bận rộn nhiều việc, không có thời gian, sau đó sẽ đến tìm mình. Nhưng hắn còn chưa đến tìm nàng thì đã bỏ đi, lần này là ra nước ngoài, hơn nữa lại đi hơn một tháng. Những ngày này Tôn Hinh Hinh luôn suy nghĩ miên man, nàng thỉnh thoảng lo lắng Hạ Thiên không thích mình. Sau sự kiện tai nạn giao thông vừa rồi nàng thường xuyên gặp ác mộng, nàng thấy mình bị tai nạn, lại thấy Hạ Thiên không cứu mình, hầu như nàng chưa từng có một đêm nào không ngon giấc như vậy. Mà bây giờ cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng gặp lại Hạ Thiên, nàng quyết định phải nghiệm chứng, nàng nhất thiết muốn biết Hạ Thiên có phải mất đi hứng thú với nàng hay không. Nàng cần phải biết rõ điều này. Nếu không nàng nhất định sẽ suy nghĩ miên man rất khó chịu. Tôn Hinh Hinh ôm cánh tay Hạ Thiên đi xuống lầu, đi vào bãi đậu xe, sau đó chạy Ferrari chở Hạ Thiên ra ngoài. Tôn Hinh Hinh vẫn ở lại trong khu dân cư học phủ Danh Uyển, đây chính là chỗ nàng ở sớm nhất,
chính là nơi mà nàng giao phó tất cả những gì của mình cho Hạ Thiên, nơi đây có rất nhiều ký ức của nàng, cũng vì vậy mà nàng luôn ở lại đây. Với điều kiện của Tôn Hinh Hinh lúc này thì hoàn toàn có thể ở trong địa phương tốt hơn, dù là Khổng Mính hay em trai của nàng là Tôn Thiên Vũ cũng đã nhiều lần khuyên nhủ, nói nàng đi mua nhà tốt mà ở, không nên tiếp tục ở lại đây, nhưng Tôn Hinh Hinh cuối cùng vẫn không đi đâu cả. Tất nhiên Tôn Hinh Hinh cũng chẳng phải không muốn đi mua một căn nhà, nhưng bây giờ nàng biết Hạ Thiên đã mua vài hòn đảo, đang xây nhà trên đảo, vì vậy nàng cảm thấy mình không nên mua nhà làm gì. Nhưng nàng cũng đã quen ở lại đây, đồng thời còn 3 tháng nữa mới đến kỳ hợp đồng mới, hơn nữa nơi đây lại có nhiều ký ức của nàng. Vì vậy nàng quyết định trước hết để đến kỳ hợp đồng rồi nói sau, nếu đến kỳ hợp đồng mà Hạ Thiên còn chưa xây xong nhà, nàng sẽ đi tìm một chỗ ở khác. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng chạy xe vào khu dân cư học phủ Danh Uyển, sau khi dừng xe thì kéo Hạ Thiên lên lầu. Lúc này trong lòng nàng có một quyết định can đảm, nàng muốn thử một lần, lớn gan một lần, chủ động hấp dẫn hắn. Vô tình trong đầu Tôn Hinh Hinh chợt bùng lên những hình ảnh mãnh liệt, hình như là những hình ảnh trước kia nàng chung đụng với Hạ Thiên, cũng giống như những hình ảnh nàng ảo tưởng ra. Lúc này thân thể của nàng chợt nóng lên hừng hực, nàng cảm thấy trong lòng mình rất nhớ hắn, giống như đang hoài niệm hương vị của hắn. Hoài niệm bàn tay nóng bỏng, hoài niệm sức mạnh của hắn. Chị Hinh, bây giờ chị thơm quá. Hạ Thiên mở miệng nói, hắn cúi đầu ngửi lên người Tôn Hinh Hinh rồi thuận tay ôm nàng lên, vô tình Tôn Hinh Hinh đã động tình, mùi hương trên người cũng đậm hơn. Cậu thích là được. Tôn Hinh Hinh lẩm bẩm nói. Ủa, chị Hinh, chị muốn dọn nhà sao? Hạ Thiên đột nhiên nói một câu. Dọn nhà. Tôn Hinh Hinh sững sờ, nàng quay đầu nhìn. Sau đó cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Chương 888, chủ nhà lòng dạ hiểm độc. Tôn Hinh Hinh vốn đang ở trong cảm giác như mộng như ảo, nàng đang cảm nhận được hương vị kiều diễm, đang chờ mong khoảng khắc cùng người đàn ông của mình tiến hành một đợt cuồng hoan sau khi xa cách lâu ngày. Khi Hạ Thiên ôm lấy nàng, một cảm giác quen thuộc bùng lên, điều này làm cho nàng cảm thấy hắn vẫn như trước, vẫn thích nàng, vì vậy mà trong lòng cảm thấy rất vui. Nàng muốn vào nhà ngay lập tức. Muốn dùng thân thể trưởng thành nở nang của mình để chia sẻ sự sung sướng của mình cho hắn. Nhưng Hạ Thiên chỉ nói một câu đã hoàn toàn phá tan những cảm giác của Tôn Hinh Hinh, tất nhiên nàng không vì lời nói của hắn mà mất đi cảm giác, vì hắn nói và nàng phát hiện ra một sự kiện đáng giận. Tôn Hinh Hinh vẫn nằm trong lòng Hạ Thiên, lúc này hắn đang đứng ngoài căn nhà của nàng, trước kia căn lầu này rất sạch, nhưng bây giờ lại cực kỳ bề bộn. Rất nhiều thứ bị ném ra, có quần áo, có chăn mền, có gương lược thùng nước. Thậm chí còn có cả bàn máy tính. Điều làm cho Tôn Hinh Hinh phẫn bộ chẳng phải vì nơi đây quá loạn, mà nàng phát hiện ra những thứ này đều là của mình, chúng nó vốn yên vị trong phòng, nhưng bây giờ lại bị người ta ném ra. Chị Hinh, làm sao vậy? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Nhịp tim của chị rất nhanh, giống như đang tức giận. Trước tiên thả tôi xuống. Tôn Hinh Hinh cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn, nhưng nàng không thể nào khống chế được. Điều này cũng khó trách. Nàng vốn định cho người đàn ông của mình một khoảnh khắc gặp lại khó quên, nhưng về đến nhà thì một tình huống làm người ta căm tức chợt xuất hiện, tất nhiên nó phá hủy tất cả tâm tình của nàng. Hạ Thiên đặt Tôn Hinh Hinh xuống mặt đất, sau đó hắn dùng giọng kinh ngạc nói một câu. Kỳ quái, chị Hinh, hình như bên trong còn có người, chị cùng người ta ở chung phòng sao? Bên trong còn có người sao? Tôn Hinh Hinh cũng cực kỳ kinh ngạc, đầu tiên nàng đi dùng chìa khóa để mở cửa nhưng không được. Sau khi cẩn thận quan sát thì nàng thấy ổ khóa đã thay đổi. Khoảnh khắc này nàng rất tức giận, nàng đưa tay đập cửa rồi nói lớn. Mở cửa. Nhưng Tôn Hinh Hinh đập cửa một lúc lâu mà bên trong không có phản ứng. Chị Hinh, để tôi. Hạ Thiên ôm lấy Tôn Hinh Hinh, sau đó hắn dùng tay kéo, lớp cửa sắt ở bên ngoài bị kéo ra, nhưng bên trong vẫn còn một lớp cửa. Lúc này Hạ Thiên nhấc chân đá, một tiếng ầm vang lên, cửa bị đạp bay. Á! Một tiếng thét từ bên trong truyền ra, là giọng một cô gái, người này đang mặc đồ ngủ, đang từ trong phòng tắm đi ra, tóc ướt sũng, rõ ràng vừa tắm xong. Cô gái này không lớn tuổi, chỉ khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Các người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát. Cô gái có vẻ cực kỳ hoảng sợ, nàng vô thức lui về phía sau giống như muốn cầm lấy thứ gì đó để tự vệ, nhưng nàng đưa tay ra phía sau mà chẳng bắt được thứ gì. Cô báo cảnh sát, tôi mới là người báo cảnh sát. Tôn Hinh Hinh có vẻ rất tức giận. Đây là nhà tôi, cô ném đồ đạc của tôi ra ngoài, bây giờ còn muốn báo cảnh sát sao?
Cô, nhà cô sao? Cô gái kia có chút hoang mang, sau đó nàng vội vàng giải thích. Cô, có phải cô lầm người rồi không? Đây là phòng tôi thuê, tôi vừa chuyển đến, chị xem, tôi vừa dọn vệ sinh, sau đó đi tắm rửa, kết quả là các người chạy đến. Nếu thật sự gian phòng này của các người thì cũng là chủ nhà gạt tôi thật sự đã bỏ tiền ra thuê nhà, không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không ném đồ đạc của các người ra ngoài, khi tôi đến thì những vật kia đã bị đưa ra ngoài. Đúng rồi, nếu cô không tin, tôi có thể cho cô xem hợp đồng thuê phòng, các người chờ chút, tôi sẽ lấy ra. Cô gái kia nhanh chóng chạy vào phòng, cũng chính là gian phòng trước kia của Tôn Hinh Hinh, sau đó nàng nhanh chóng lấy hợp đồng ra đưa cho Tôn Hinh Hinh. Cô xem, đây là hợp đồng tôi đã ký, tôi thuê một năm. Tôn Hinh Hinh tiếp nhận hợp đồng, sau đó nàng phát hiện cô gái này không nói dối. Cô ta thật sự chỉ là khách thuê phòng, xem ra việc này không liên quan gì đến cô ta. Có phải người cho cô thuê phòng tên là Phương Ngọc Quyền, người này thừa dịp cô không biết mà cho tôi thuê nhà sao? Tôi thật sự không biết, nếu không tôi sẽ chẳng thuê chỗ này. Cô gái kia mở miệng nói, nàng chỉ đi thuê nhà để ở, cũng không muốn chọc ra phiền toái. Hắn ta là chủ nhà, nhưng hợp đồng của tôi vẫn chưa đến kỳ. Tôn Hinh Hinh thản nhiên nói. Thôi được. Việc này không liên quan gì đến cô, tôi cũng không so đo với cô, tôi sẽ đi tìm hắn. Tôn Hinh Hinh dừng lại một chút rồi lại hỏi. Lúc cô chuyển vào thì trong này có gì không? Không có gì, chỉ có một cái tủ lạnh, còn có một chiếc máy giặt, một tivi, chủ nhà nói những thứ này là của hắn, tôi có thể dùng nhưng không được làm hư hại. Cô gái vội vàng trả lời. Còn máy tính trong phòng? Tôn Hinh Hinh lại hỏi một câu. Không có, chỉ có một cái bàn. Dù sao gia chủ nói tất cả đều là mới, điện gia dụng cũng có đủ, vì vậy tiền thuê tương đối cao, một tháng 1.600. Cô gái giải thích, thật ra tôi và ba cô gái khác định cùng nhau thuê nhà này, nhưng bây giờ các cô ấy đã đi làm, bốn người chúng tôi thuê cũng thấy có lời, vì vậy mới cùng ở chung. Đúng là gặp quỷ, tủ lạnh và máy giặt đều là của tôi mua. Tôn Hinh Hinh thật sự rất tức giận. Đúng là buồn cười, máy tính của tôi cũng bị dọn đi, đúng là quá đáng. Sao, thật sự quá mức như vậy à? Cô gái kia cũng chợt ngẩn ngơ. Làm sao bây giờ, chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi đều bị gạt, chúng tôi còn bỏ ra 3.000 đồng thế chấp, còn giao 3 tháng tiền nhà. Cô gái này có chút kinh hoàng, nàng tưởng rằng mình thuê được gian phòng rất tốt, bây giờ lại xuất hiện tình huống oái âm. Nếu không tốt thì tiền của các nàng sẽ bị hớ, phải biết rằng đó là số tiền không nhỏ với các nàng. Cô yên tâm, cô sẽ không tổn thất gì cả. Tôn Hinh Hinh thản nhiên nói, nàng không muốn gây phiền cho cô gái này, dù sao người ta cũng vô tội. Cô cứ ở đây, tìm người sửa lại cửa nẻo, tôi sẽ trả tiền. Như vậy sao được, tôi. Cô gái kia muốn nói gì đó nhưng phát hiện Tôn Hinh Hinh kéo Hạ Thiên ra khỏi cửa, vì vậy mà nàng chợt yên lặng không nói thêm điều gì. Chị Hinh, chúng ta cứ đi như vậy sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi. Thôi bỏ, cũng không có gì, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Không nên tức giận vì loại người này. Tôn Hinh Hinh bây giờ có chút bình tĩnh, tuy việc này làm nàng rất tức giận nhưng Hạ Thiên mới quan trọng. Vì vậy bây giờ nàng quyết định không truy cứu sự việc, đến khi rảnh rỗi sẽ đi tìm và tính sổ với tên chủ nhà kia. Chương 889, sẽ nhanh chóng có lực. Chị Hinh, như vậy sao được, tên chủ nhà ngu ngốc kia muốn ức hiếp chị, tôi phải đánh hắn, chị là vợ tôi, nào có người nào được ức hiếp vợ tôi. Hạ Thiên không muốn bỏ qua như vậy, bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ tình huống, cũng không biết tên chủ nhà kia ở đâu, nếu không hắn đã đi tính sổ với đối phương. Tôi không dễ bị người ta ức hiếp, nhưng bây giờ không muốn so đo với hắn. Tôn Hinh Hinh khẽ nói, nghe Hạ Thiên nói mình là vợ hắn, tâm tình của nàng đã tốt lên rất nhiều. Nhiều ngày bàng hoàng dông như biến mất, giọng điệu của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn. Hạ Thiên, chuyện này tính sau, tôi thật sự đã lâu không cùng cậu. Tôi rất nhớ cậu, chúng ta đi khách sạn nhé. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, nghe nói chị Hinh mướn đi mướn phòng thì hắn quyết định buông tha cho tên chủ nhà ngu ngốc kia, đánh người dù sao cũng không quan trọng bằng vợ, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là đi mướn phòng khách sạn với vợ. Sau khi đạt thành ý kiến thì 10 phút sau hai người đã ở trong khách sạn, sau khi đóng kỹ cửa phòng, kéo màn cửa thì Tôn Hinh Hinh chủ động cởi dây áo của mình, động tác thong thả nhưng tương đối mê người. Đây là lần đầu tiên nàng dùng phương pháp to gan như vậy để chủ động dụ dỗ đàn ông của mình. Tôn Hinh Hinh khẽ uốn éo cơ thể, đây là những gì nàng học được trên mạng,
khi xem thì nàng thấy những phụ nữ có chút phóng đãng thường làm như vậy, bây giờ nàng muốn sử dụng nó để thu hút đàn ông của mình. Lúc này nàng chẳng cảm thấy có gì không đúng, nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, điều nàng lo lắng nhất chính là không biết Hạ Thiên có cảm thấy đẹp đẽ hay không. Nhưng Tôn Hinh Hinh chỉ cần nhìn ánh mắt nóng bỏng của Hạ Thiên cũng thấy rõ, mình thành công, hắn rõ ràng rất thích như vậy. Lúc này hắn chợt đẩy nàng xuống giường có chút thô lỗ, cũng dùng sức rất mạnh để dung hợp với nàng cùng một thể, khi đó nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cuối cùng nàng cũng xác nhận Hạ Thiên còn thích mình. Mùi hương mê người nhanh chóng lan tỏa cả gian phòng, Tôn Hinh Hinh cố gắng buông thả, vong tình bùng lên, nàng cực kỳ phối hợp, không lo lắng. Rất lâu sau, Tôn Hinh Hinh ghé vào lồng ngực Hạ Thiên không còn chút sức lực, gương mặt kiều diễm cực kỳ thỏa mãn, nàng dùng ánh mắt đẹp nhìn Hạ Thiên, cực kỳ nhu tình. Hạ Thiên, lần này cậu ra nước ngoài làm gì? Tôn Hinh Hinh khẽ hỏi. Sao đi lâu vậy mới về? À, có một tên ngốc dám đối phó vợ tôi, vì vậy tôi ra nước ngoài để xử lý hắn, sau đó không thể nào đi máy bay về, chỉ còn cách đi du thuyền, ở trên biển cả tháng trời. Hạ Thiên giải thích. Trên đời này có rất nhiều người đố kỵ với tôi, bọn họ thường gây khó khăn cho tôi. Nhưng chị Hinh cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ chị, tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm ra tên khốn đứng phía sau vụ tông xe vào chị trước đó, chị là vợ tôi, không ai có thể làm chị tổn thương. Hạ Thiên nói đến đây thì xoay người, hắn đặt Tôn Hinh Hinh xuống bên dưới. Đừng, đến tối sẽ tiếp tục. Tôn Hinh Hinh rất hoảng sợ, Hạ Thiên vẫn còn mê mẩn thân thể nàng, điều này làm nàng rất vui. Nhưng khi phát hiện đối phương lại muốn một lần nữa thì nàng vô thức từ chối. Bây giờ tôi không còn chút sức lực nào. Chị Hinh, chị sẽ nhanh chóng có lực. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn rời khỏi cơ thể của Tôn Hinh Hinh, tìm quần áo. Cậu muốn đi sao? Khi thấy Hạ Thiên cầm lấy quần áo thì Tôn Hinh Hinh không khỏi dùng giọng bất an hỏi. Không phải, tôi giúp chị tẩy tủy, sẽ biến chị thành một cao thủ. Sau đó chị chỉ cần tùy ý vung một đấm đã có thể đánh chết tên ngốc nào đó muốn ức hiếp chị, mà chị cũng có lực khi lên giường. Hạ Thiên cười hì hì, hắn lấy từ trong túi ra hai cây châm, sau đó hắn ném quần áo sang một bên rồi tới bên giường. Chị Hinh, bây giờ chị đừng cử động, tôi sẽ giúp chị tẩy tủy. À, được. Tôn Hinh Hinh có chút mê man, nhưng Hạ Thiên muốn làm gì nàng cũng được, nàng sẽ không từ chối, vì nàng tin hắn. Biết rõ hắn sẽ không làm ra chuyện gì ảnh hưởng xấu đến mình. Cho tẩy tủy có thể nói là rất quen thuộc với Hạ Thiên, sau một giờ hắn đã hoàn thành quá trình. Điều duy nhất hắn cảm thấy buồn bực chính là mỗi lần tẩy tủy thì công lực của hắn tăng lên khá nhiều, nhưng vì sao sau nhiều lần như vậy mà công lực của hắn vẫn còn chưa đủ để thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm. Nhưng bây giờ cũng chẳng phải lúc khó hiểu, hắn ôm Tôn Hinh Hinh vào phòng tắm, tự tay tắm rửa cho nàng. Khi nhìn làn da trắng nõn của nàng, những cảm giác buồn bực của hắn bị đánh tan, trong lòng bùng ra lửa nóng. Tôn Hinh Hinh vốn trời sinh có chút khúm núm nhưng sau khi tẩy tủy lại có thêm vài phần hương vị mê hoặc, rất nhiều người nói gương mạo không phải là tất cả của phụ nữ, nhưng gương mạo của Tôn Hinh Hinh lại đủ cho nàng tất cả. Trên đời này sợ rằng chẳng có mấy người chống đỡ lại sức quyến rũ của nàng. Xem ra sau này mình nên quản chế chị Hinh chặt chẽ thêm một chút, nếu không thì thế nào cũng có kẻ muốn cướp vợ mình. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn dán người lên Tôn Hinh Hinh từ phía sau. Chị Hinh, bây giờ đã có lực chưa? Tôn Hinh Hinh nhìn gương mà ngẩn người, tuy mỗi sáng nàng đều soi gương nhưng người trong gương vào lúc này lại làm nàng sinh ra cảm giác lạ lẫm. Nàng quỷ dị phát hiện ra mình cũng yêu người phụ nữ trong gương kia, nhưng vấn đề là nàng biết đó là chính mình. Tôn Hinh Hinh nghe được câu nói của Hạ Thiên mà hồi phục tinh thần trở lại, nàng không trả lời vấn đề của hắn mà dùng giọng nỉ non nói. Hạ Thiên, cậu vừa làm gì với tôi? Tôn Hinh Hinh còn chưa nói dứt lời thì chợt rên lên thành tiếng, cặp mông không khỏi trách hẳn lên, hai tay vịn lên tường, những khoái cảm như thủy triều phóng đến cực kỳ mãnh liệt. Một buổi tối Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh không rời khỏi khách sạn, Hạ Thiên ngoài lúc bỏ ra một giờ dạy Tôn Hinh Hinh nội công tâm pháp, những thời gian còn lại phần lớn đều dùng để chinh chiến trên người mỹ nhân. Tôn Hinh Hinh vì thể chất thay đổi mà có được sức chiến đấu dữ dội. Nàng cùng điên cuồng với hắn cả buổi tối. Mãi đến sáng sớm hôm sau nàng mới không thể chịu nổi, mới ghé vào người hắn và ngủ say sưa. Một giấc ngủ đến tận trưa, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới đánh thức Tôn Hinh Hinh từ trong giấc mộng. Tôn Hinh Hinh cầm điện thoại lên xem, nàng nhìn Hạ Thiên nằm bên cạnh, quả nhiên hắn còn nằm đó, vì vậy mà nàng ngủ rất yên ổn. Tôn Hinh Hinh nhìn màn hình điện thoại mà không khỏi nhíu mày, vì tên bên trên có hai chữ, chủ nhà.
Alo. Tôn Hình Hình cuối cùng cũng nhận điện thoại, vì đã đến lúc tìm chủ nhà tính sổ. Này người đẹp, có muốn lấy máy tính không? Trong máy có rất nhiều thứ đặc sắc. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh đàn ông, nghe có vẻ lười biếng, hình như còn mơ hồ có chút hương vị uy hiếp. Chương 890, cái gì gọi là hình nóng? Anh tốt nhất nên trả lại máy tính cho tôi, còn nữa, quần áo chăn mền của tôi đều bị anh ném ra ngoài, tôi không thích những thứ này bị nhiễm bẩn, anh chuẩn bị tiền đi là vừa, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tôn Hình Hình lại rất bình tĩnh, điều này làm cho chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, đáng lý nàng rất tức giận mới đúng, vì sao không nổi giận? Chẳng lẽ giống như những gì Khổng Minh nói, phụ nữ không có đàn ông thì thường nổi giận, nếu có đàn ông thì vì dịu dàng mà quên giận. Vì vậy nên ngày hôm qua nàng còn tức giận, nhưng sau khi trải qua một tối được tưới tắm, nàng đã không còn cảm giác tức giận. Người đẹp, em đang uy hiếp anh sao? Người đàn ông ở bên kia có chút kinh ngạc. Gần đây anh không sợ bị uy hiếp, nhưng nếu người đẹp đã muốn uy hiếp anh, vì vậy anh cũng uy hiếp em một chút, em không muốn hình nóng trong máy bị phát tán lên mạng đấy chứ. Anh nói gì, tôi có hình nóng nào sao? Tôn Hình Hình có chút cảm giác buồn cười. Tôi có những thứ gì, chính tôi còn không biết sao. Tôn Hình Hình tương đối có lòng tin với điều này, nàng chưa từng quay phim lại, cũng không chụp hình nghệ thuật, sao lại có những thứ này? Nếu có hình thì cũng chỉ là hình ảnh bình thường mà thôi, dù bị phát tán lên mạng cũng chẳng có gì không được. Người đẹp, có hình nóng hay không chẳng phải do em nói, em có biết cái gì gọi là Photoshop không? Đối phương dùng giọng không chút hoang mang nói. Những năm gần đây muốn làm ra vài tấm ảnh nóng là rất dễ dàng, khi tôi úp ảnh lên thì phần lớn người ta sẽ tin là thật. Tôi sẽ ghép hình cô vào thân thể một em ngôi sao phim cấp 3 nào đó của Nhật, sau đó phát tán, đảm bảo sẽ có rất nhiều đàn ông tin đó là thật. Này người đẹp, em đẹp như vậy, chắc chắn sẽ tạo nên lửa nóng, em tin không? Tôn Hình Hình cuối cùng cũng tức giận, nàng biết đối phương nói không sai, có thể dùng Photoshop tạo nên vài tấm ảnh ghép và tung lên mạng, đến lúc đó có lẽ nàng sẽ thân bại danh liệt. Sau này nàng có ra ngoài cũng bị người ta chỉ trỏ, nàng không muốn tình huống như vậy sẽ phát sinh. Anh muốn thế nào? Tôn Hình Hình lạnh lùng hỏi. Thật ra cũng không muốn thế nào, trước đó cho thuê phòng, tuy nghe âm thanh của cô rất dễ nghe nhưng không ngờ cô là đại mỹ nữ, tối qua mở máy tính của cô ra xem, điều này làm anh hối hận không kịp, em đẹp như vậy mà ở một chỗ chưa đáng giá 2.000 đồng một tháng, đúng là đáng tiếc. Anh thấy thôi thì thế này, em làm bạn gái của anh đảm bảo em có thể tha hồ vui chơi, có thể thoải mái. Tên khốn ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nói ra ý đồ chân thật của mình. Chỉ cần em làm bạn gái của anh sẽ không làm gì cả, không úp ảnh, em thấy có đúng không? Đúng là không biết sống chết. Tôn Hình Hình hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại. Những năm gần đây có rất nhiều người khốn kiếp, nhưng khốn kiếp đến mức độ này thì thật là chưa từng gặp, muốn dùng chiêu thức hạ lưu đó để uy hiếp nàng sao? Tưởng Tôn Hình Hình nàng dễ ức hiếp vậy à? Điện thoại vang lên. Tôn Hình Hình lấy ra xem, thì ra vẫn là tên chủ nhà kia điện thoại đến. Nhưng nàng không nhận máy, nàng chỉ ngồi dậy, mặc quần áo, che giấu tư thái tuyệt hảo. Chuông điện thoại liên tục vang lên, cuối cùng còn có một tin nhắn. Người đẹp, nếu muốn lấy lại máy tính thì đến nhà số 8 khu B khu dân cư Tú Thủy Hào Viên tìm anh sẽ chờ em. Nếu để sang ngày mai thì em có thể sẽ được thấy những tấm hình sexy của mình, đừng báo cảnh sát, anh có bạn bè trong đồn, báo cũng vô dụng. Tôi còn có một đám chị em ở cục cảnh sát. Tôn Hình Hình thầm nói một câu, người này dùng biện pháp trời ơi để uy hiếp nàng, đối với nàng thì điều này chẳng đáng là gì. Tôn Hình Hình nhìn Hạ Thiên, nàng phát hiện đối phương còn chưa tỉnh, vì vậy nàng suy nghĩ và quyết định để cho người khác xử lý sự việc. Thật ra xử lý cũng không khó, nàng chỉ cần gọi điện thoại cho Vương Kiệt là có tiểu đệ đi thu phục. Đối phó với tên chủ nhà kia, cũng chính là tên côn đồ Phương Ngọc Quyền phải dùng biện pháp lấy độc trị độc. Cũng chính là tìm côn đồ đi xử lý. Những năm nay đúng là loại người nào cũng có. Tôn Hình Hình cầm lấy điện thoại, nàng chuẩn bị gọi cho Vương Kiệt. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên đã mở mắt và ngồi thẳng người lên. Cậu tỉnh rồi à? Khi thấy Hạ Thiên tỉnh lại thì Tôn Hình Hình cũng bỏ ý định điện thoại. Cậu đói bụng chưa? Nếu không chúng ta đi dùng cơm nhé. Hình như cũng có chút đói bụng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Tôn Hình Hình một lúc rồi tỏ ra có chút đáng tiếc. Chị Hình, sao chị lại thừa lúc tôi không chú ý mà lén mặc quần áo rồi? Sao không để tôi giúp? Lần sau cậu giúp là được. Tôn Hình Hình đỏ mặt,
trong lòng thầm nghĩ nếu để cho sắc lang này mặc quần áo dùm, sợ rằng cả ngày sau sẽ chưa xong. Khi thấy Hạ Thiên vẫn trần truồng ngồi trên giường thì Tôn Hinh Hinh thúc giục một câu. Mặc quần áo vào, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó. Được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng mặc quần áo, đồng thời hắn nói một câu. Đúng rồi, chị Hinh, tên ngốc ném đồ của chị ra ngoài là ai? Lát nữa chúng ta đi đánh hắn. Người này là Phương Ngọc Quyền, tự xưng lăn lộn trên giang hồ. Tôn Hinh Hinh khẽ nói. Trước đó vài ngày hắn đã điện thoại cho tôi, nói muốn thay đổi hợp đồng, tôi không đồng ý. Vì hợp đồng đã ký rất rõ ràng, giá cả rõ ràng, còn 3 tháng nữa mới hết hạn, người kia nói nếu không chịu thì phải chuyển đi, lúc đó tôi còn không quan tâm. Nào ngờ tên này trực tiếp đến ném đồ ra ngoài, sau đó còn đưa máy tính của tôi đi, trực tiếp cho người khác thuê nhà. Tôn Hinh Hinh dừng lại một chút rồi nói thêm. Nhưng không sao, tôi sẽ điện thoại cho Vương Kiệt, để cậu ta đến thu phục. Tôi không muốn làm lớn chuyện, chỉ là một gian phòng mà thôi, nhưng Phương Ngọc Quyền lại cố ý làm loạn, vì vậy cũng đừng trách. Tên ngốc kia dám uy hiếp chị sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Chị Hinh, sự việc thế nào? Tôn Hinh Hinh cũng không giấu, nàng nói rõ sự việc. Hạ Thiên nghe xong thì nổi giận, tên ngốc kia thu nhà, bây giờ còn có ý với vợ hắn, đúng là không biết sống chết, hắn phải tự mình đi xử lý đối phương mới được. Chị Hinh, trước tiên chúng ta đi dùng cơm. Sau đó đi bắt tên ngốc Phương Ngọc Quyền. Hạ Thiên nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó kéo Tôn Hinh Hinh ra khỏi phòng khách sạn. Chương 891, đầu thai có kỹ thuật. Có một câu nói con người sinh ra đều bình đẳng, thực tế ai cũng biết đây chỉ là những lời sáo rỗng, con người là bất bình đẳng. Có vài người cả đời mệt nhọc nhưng chẳng làm ra trò trống gì, có những người không cần làm gì nhưng cơm no áo ấm, nên có người nói đầu thai là một kỹ thuật. Phương Ngọc Quyền chính là một người như vậy, cha mẹ hắn rất có tiền, tuy không phải là đặc biệt có tiền nhưng cũng đủ để hắn không lo cơm áo gạo tiền. Vì vậy từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng làm gì đứng đắn, đọc sách cũng thường là sách nóng, hứng thú lớn nhất là tán gái. Dù là vậy, khi hắn học xong phổ thông thì cũng lười, hắn không cảm thấy có ý nghĩa gì, vì thế mà quyết định vào trong giang hồ, cùng đám anh em chó má vui chơi giải trí, không làm việc đường hoàng. Nhưng vài năm trước mẹ Phương Ngọc Quyền bắt đầu áp dụng chế tài về kinh tế, tiền tiêu vặt mỗi tháng cho hắn đều giảm bớt, vì vậy mà cuộc sống của hắn dần khó chịu. Từ khi đó đến nay hắn luôn thầm ếm mẹ mình, cầu mong cho bà nhanh chóng siêu thoát. Lúc nhỏ cha Phương Ngọc Quyền rất nghiêm, khi đó hắn cũng thường xuyên ếm cha mình, vì vậy mà ông chết đi thật. Khi hắn đang học phổ thông thì cha xảy ra tai nạn xe hơi, mà cha hắn vừa chết thì hắn cũng nghỉ học. Cũng không biết Phương Ngọc Quyền nguyền rủa là linh hay không. Nhưng mẹ hắn cũng mất. Nhưng lần này không phải bà xảy ra tai nạn xe hơi mà đứt mạch máu não rồi chết. Những người biết rõ tình huống nói bà bị đứa con bất hiếu làm cho tức chết. Nhưng thế giới thường không công bằng như vậy. Sau khi cha chết, bây giờ là mẹ chết thì Phương Ngọc Quyền cuối cùng lại có một cuộc sống rất dịu, vì mẹ hắn để lại khá nhiều tài sản. Chưa nói đến tiền gửi trong ngân hàng, nói về nhà cũng có 4 căn, trong đó một căn hắn ở, 3 căn cho thuê, vào thời điểm tiền nhà tăng vọt. Mỗi tháng hắn cũng thu được 10.000 tiền nhà. Tuy bây giờ tiêu phí rất cao nhưng đối với nhiều người thì có nhà có xe, mỗi tháng còn thu được hơn 10.000 tiền cho thuê nhà, như vậy cuộc sống cũng rất thư thái. Nhưng Phương Ngọc Quyền vẫn thấy chưa đủ, hắn bắt đầu kiếm tiền, trước kia tất cả quyền lực trong nhà đều nằm trong tay mẹ, hắn chẳng làm được gì, bây giờ mẹ mất, hắn tất nhiên sẽ tha hồ hành động. Điều quan trọng đầu tiên chính là tiền thuê nhà, hắn gọi điện thoại cho mỗi người đang thuê. Hai căn nhà tốt thì hắn lên giá 1.000 một tháng, mà căn phòng của Tôn Hinh Hinh thì lên giá 500. Phương Ngọc Quyền nói rất rõ, nếu không muốn thêm tiền thì chuyển đi. Nhưng điều làm hắn không ngờ chính là tăng giá hai căn nhà kia thì rất dễ, nhưng căn nhà Tôn Hinh Hinh đang ở lại gặp phải lực cản. Vài lần trước hắn điện thoại đến đều bị Tôn Hinh Hinh từ chối thẳng thừng, điều này làm hắn rất bức bối, chẳng phải chỉ là một con đàn bà xấu xí chẳng trả đủ tiền phòng sao. Có gì mà to mồm. Phương Ngọc Quyền chưa từng được gặp Tôn Hinh Hinh, nhưng hắn cảm thấy những chỗ như thế này thường chẳng có người đẹp, vì người đẹp trong đầu hắn đều rất có vốn liếng, sao phải ở những nơi như vậy. Phương Ngọc Quyền nghe được giọng nói của Tôn Hinh Hinh trong điện thoại rất dễ nghe, hắn lại càng cho rằng đây là phụ nữ xấu, vì những năm gần đây loại phụ nữ có giọng nói dễ nghe thường không đẹp. Cuối cùng Phương Ngọc Quyền trực tiếp quảng cáo cho thuê nhà, sau đó hắn tìm được người cần thuê, vì vậy mà trực tiếp thay khóa. Ném hết tất cả đồ đạc của Tôn Hinh Hinh ra ngoài. Nhưng những gì hữu dụng hắn không ném ra,
tủ lạnh máy giặt để lại, máy tính thì hắn trực tiếp dọn đi, nói hắn là cường đạo cũng không sai. Buổi sáng Phương Ngọc Quyền xách máy tính về nhà, giữa trưa cùng đám bạn bè đi uống rượu, buổi tối đi chơi bời với gái. Mãi đến ngày hôm sau tỉnh lại hắn mới quỷ dị phát hiện Tôn Hinh Hinh kia không liên lạc chất vấn, điều này quá không bình thường. Phương Ngọc Quyền không có việc gì làm và mở máy tính của Tôn Hinh Hinh ra xem, sau đó hắn tìm được thư mục hình ảnh. Sau khi xem ảnh thì hắn thật sự choáng váng, Tôn Hinh Hinh là loại phụ nữ hại nước hại dân như vậy sao? Phương Ngọc Quyền lúc đầu còn nghi ngờ đây không phải là Tôn Hinh Hinh, nhưng tất cả hình ảnh đều là một người, hắn không thể không tin. Sau khi vững tin thì hắn quyết định hẹn gặp mặt nàng, sau đó hắn điện thoại đến rồi ở nhà tiếp tục xem ảnh. Trong lòng hắn liên tục có ảo tưởng, nếu hắn thật sự có thể gạt người đẹp làm bạn gái, sau này cuộc sống sẽ cực kỳ sung sướng. Đùng! Cửa nhà chợt vang lên một tiếng động lớn làm Phương Ngọc Quyền giật mình giữa cơn mộng, hắn vội vàng đi ra phòng ngủ, sau đó phát hiện trong phòng khách có một nam một nữ. Người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp khêu gợi, hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra, đây là Tôn Hinh Hinh kia, nhưng nàng ở bên ngoài giống như còn đẹp hơn trong ảnh vài phần. Em là Tôn Hinh Hinh. Phương Ngọc Quyền nhìn cửa phòng bị đá văng mà cảm thấy không ổn, nhưng hắn vẫn rất ngả ngớn. Người đẹp, em còn mang đàn ông đến làm gì? Em nghĩ anh sợ sao? Anh cũng không phải hạng nhát gan, anh khuyên em nên. Phương Ngọc Quyền còn chưa nói dứt lời thì đã gào lên thảm thiết, hắn dùng hai tay che bộ hạ rồi té xuống đất lăn lộn điên cuồng. Hắn có hành vi như vậy vì nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Thiên đá vào hạ bộ hắn. Thằng ngu, mày dám có ý với vợ anh cho mày thành thái giám. Hạ Thiên bất mãn mắng một câu, sau đó hắn đá Phương Ngọc Quyền bay ra khỏi nhà. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh rồi nói thêm. Chị Hinh, thằng ngu này dám ném đồ đạc của chị ra đường, bây giờ chúng ta cũng ném tất cả mọi thứ của hắn ra ngoài. Hạ Thiên không đợi Tôn Hinh Hinh phát biểu ý kiến mà lập tức hành động, đồ đạc trong nhà Phương Ngọc Quyền liên tục bay ra, khốn nổi chẳng biết hắn vô tình hay cố ý mà tất cả đồ vật đều đập lên người Phương Ngọc Quyền. Kết quả là tiếng kêu thảm thiết của Phương Ngọc Quyền liên tục van lên, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Tôn Hinh Hinh cũng nhanh chóng gia nhập với Hạ Thiên. Nhưng nàng ném không chuẩn, nhưng đối với Phương Ngọc Quyền thì đó là chuyện đáng mừng, vì cũng giảm bớt vài món đập lên người hắn. Chương 892, vì cô tư chất quá kém. Khu dân cư Tú Thủy Hào Viên của Phương Ngọc Quyền có cấp bậc tương đối cao, nhưng nơi đây xây dựng nhiều năm, vì vậy giữa các hộ gia đình vẫn coi như tương đối quen thuộc. Cũng vì vậy mà tiếng kêu thảm thiết của Phương Ngọc Quyền thu hút nhiều người đến xem, nhưng không có ai báo cảnh sát. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo Phương Ngọc Quyền ăn ở ác, khi thấy hắn bị ngược đãi thì ai cũng vui vẻ, cảm thấy đây là báo ứng. Mãi đến khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh ném sạch tất cả, sau đó cầm máy tính bỏ đi thì 10 phút sau mới có người sợ rằng Phương Ngọc Quyền chết ở đây cũng không tốt, vì vậy mới điện thoại báo cảnh sát. Lúc này Tôn Hinh Hinh cũng khó khăn vì một vấn đề, đó là tìm nhà để ở. Chị Hinh, nếu không chị đến ở chỗ Tiểu Kiều, như vậy là được. Hạ Thiên đề nghị nói. Không tốt lắm. Tôi muốn ở một mình. Tôn Hinh Hinh lắc đầu, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Thế này đi, tôi điện thoại cho Vương Kiệt, để cậu ấy tìm phòng giúp, cậu cũng đừng quá lo nghĩ về vấn đề này, trước tiên tôi đi làm cái đã. Như vậy thì không được. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Chị Hinh, chị tạm thời nên ở chỗ Tiểu Kiều, tôi muốn dạy võ cho chị, trước tiên chị cũng đừng đi đến công ty, đến khi nào chị có năng lực tự bảo vệ thì đi cũng không muộn. Vì bây giờ Vương Tiểu Nha đang học võ công ở biệt thự Kiều Tiểu Kiều nên Hạ Thiên quyết định đưa cả Tôn Hinh Hinh vào, như vậy có thể dạy hai người một lượt. Trước đó hắn đã đánh cuộc với Kiều Phượng Nhi, hắn không thể thua, nếu thua, không thể làm cho Kiều Phượng Nhi làm vật thí nghiệm chỉ là chuyện nhỏ, hắn mất mặt mới là chuyện lớn. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng tiếp nhận lời đề nghị của Hạ Thiên, nhưng nàng chỉ tính toán sẽ ở lại chỗ Kiều Tiểu Kiều vài ngày. Sau đó nàng vẫn gọi điện thoại cho Vương Kiệt. Cũng không phải để hắn tìm phòng giúp mình, chẳng qua nói Vương Kiệt xử lý chuyện của Phương Ngọc Quyền, nàng không muốn gây phiền toái cho Hạ Thiên. Biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Vương Tiểu Nha đang nhanh chóng chạy qua lại, nàng đang luyện tập phiêu miểu bộ, nhưng bây giờ nàng cũng không phải cô độc, vì bên cạnh có hai người đang nhìn. Tôi không tin con bé này luyện 7 ngày mà bằng tôi luyện 17 năm. Kiều Phượng Nhi nhìn Vương Tiểu Nha, nàng bực bội nói. Bạn luyện võ 17 năm khi nào? Kiều Hoàng Nhi có chút kỳ quái. Năm nay bồ mới 18 tuổi, bồ 1 tuổi còn đang học đi, sao luyện võ được? Sao bồ biết mình 1 tuổi đang tập đi?
Kiều Phượng Nhi không phục. Khi đó bồ cũng một tuổi, bồ có nhớ chuyện lúc một tuổi sao? Nhưng mình nhớ khi năm tuổi chúng ta mới chính thức luyện võ. Kiều Hoàng Nhi nói. Được rồi, coi như bạn có lý, nhưng bạn cũng không biết cái gì gọi là khoa trương sao. Mình chỉ khoa trương một chút mà thôi, dù luyện võ lúc 5 tuổi thì bây giờ cũng đã 13 năm, sao lại để con bé đánh bại được? Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Kiều Hoàng Nhi bĩu môi. Nếu bạn thấy mình không thua thì đừng đến xem, sao lại còn kéo cả mình đến xem người ta luyện công? Không phải mình lo lắng Lưu Manh Hạ Thiên làm bừa sao? Kiều Phượng Nhi hạ thấp âm thanh. Võ công của Lưu Manh rất lợi hại, cũng không biết hắn có dạy con bé này tuyệt chiêu gì không, mình phải xem xét thật chặt, nếu hắn đến dạy thì mình cũng học được, như vậy mình sẽ không thua. Hình như anh ta cũng không dạy thứ gì đặc biệt, đây chẳng phải là phiêu miểu bộ sao. Kiều Hoàng Nhi nhìn Vương Tiểu Nha. Bộ pháp này chúng ta cũng đã được học, rất lợi hại. Đúng vậy, rất lợi hại, nhưng sao nhìn con bé đi phiêu miểu bộ mình lại sinh ra cảm giác là lạ. Kiều Phượng Nhi nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Nha, bộ dạng có chút khó hiểu. Bạn nói gì vậy, mình có thấy lạ ở chỗ nào đâu? Kiều Hoàng Nhi suy nghĩ, sau đó nàng nói. Mình biết rồi, có phải bạn nói con bé đi nhanh hơn mình? Đúng. Kiều Phượng Nhi cũng lập tức hiểu ra, nhưng nàng lại càng thấy khó hiểu. Này, bạn nói xem chúng ta luyện lâu như vậy mà tốc độ không tăng, quá nhanh sẽ khó khống chế, không tốt còn có thể tự ngã. Nhưng con bé này mới luyện một ngày, sao nhanh hơn chúng mình rồi? Kỳ quái là con bé còn có thể nhanh hơn nữa, đây chưa phải là cực hạn của nó. Đúng vậy, trước kia con bé chưa luyện võ công, đáng lý phải không bằng chúng ta mới đúng. Kiều Hoàng Nhi cũng nghĩ không ra. Mình thấy chắc chắn có vấn đề, nhất định là Lưu Manh Hạ Thiên giữ lại vài phần, hắn dạy phiêu miểu bộ cho con bé này khác với chúng ta, sợ rằng phiêu miểu bộ của chúng ta chỉ là bản đơn giản. Kiều Phượng Nhi có chút tức giận. Không đúng, tôi thấy con bé luyện phiêu miểu bộ giống hệt chúng ta. Kiều Hoàng Nhi lắc đầu. Nếu không bạn giải thích thế nào, vì sao con bé kia càng luyện càng nhanh hơn chúng ta? Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Vì tư chất của cô quá kém. Một âm thanh vang lên, không phải người nói là Kiều Hoàng Nhi, chính là Hạ Thiên, hắn vừa đưa Tôn Hinh Hinh về. Sao tư chất của tôi lại kém? Chẳng lẽ tư chất của cô ấy tốt lắm sao? Kiều Phượng Nhi xoay người dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên. Điều đó là đương nhiên, cô ấy là vợ tương lai của tôi, tư chất phải tốt hơn cô. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Lúc này Vương Tiểu Nha cũng ngừng luyện võ, nàng nhào về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, em đã học được phiêu miểu bộ, có phải rất thông minh không? Đúng vậy, rất thông minh, nhưng em cần phải tiếp tục luyện tập, luyện một ngày nữa là được. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. À. Vậy em tiếp tục luyện. Vương Tiểu Nha lại bắt đầu luyện phiêu miểu bộ. Chị Hinh, chị cũng bắt đầu luyện bộ pháp này. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh. À, nơi này có hơi chật, tôi đưa chị đến một gian khác. Hạ Thiên nhanh chóng đưa Tôn Hinh Hinh về phía bên kia, khi thấy hai người vào cùng phòng thì Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Này, Hoàng Nhi, Lưu Manh kia có phải muốn biến tất cả phụ nữ của mình trở thành võ lâm cao thủ không? Mình thấy có lẽ là vậy. Kiều Hoàng Nhi gật đầu, sau đó nàng khẽ nói. Anh ta có ý nghĩ đó cũng không có gì là lạ, nhưng nếu ý nghĩ đó thành công thì quá kỳ quái. Đúng vậy, nếu một người chỉ luyện vài ngày đã là cao thủ, như vậy hắn chẳng phải sẽ tạo ra một số lượng lớn cao thủ sao? Kiều Phượng Nhi có chút buồn bực. Nếu mình luyện hơn chục năm mà kém người ta luyện vài ngày, như vậy chẳng phải tự đập đầu vào tường chết đi cho rồi sao? Kiều Phượng Nhi vừa dứt lời thì Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện. Này, cô muốn đập đầu vào tường cũng không sao, vấn đề là phải trở thành vật thí nghiệm cho tôi cái đã, sau đó muốn làm gì thì làm. Chương 893, cô sẽ thua. Kiều Phượng Nhi lập tức buồn bực, nàng không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên rồi thở phì phò nói. Tôi sẽ không thua. Dù sao cô cũng sẽ thua. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn biến mất, xem ra đi chỉ đạo Tôn Hinh Hinh luyện võ. Không được, lần này mình nhất định không thua. Kiều Phượng Nhi cắn răng, bộ dạng thề thốt. Kiều Hoàng Nhi dùng ánh mắt có chút đồng tình nhìn Kiều Phượng Nhi, nàng sinh ra cảm giác Kiều Phượng Nhi tám phần sẽ thua, vì nàng phát hiện Hạ Thiên rất tự tin. Hạ Thiên là một người lợi hại, hắn có lòng tin thì sẽ nắm chắc. Khu dân cư Kim Thái. Vân Thanh nhấn chuông cửa phòng mở ra. Chị! Một cô gái nhào đến.
Mẹ! Một cô bé phóng đến. Chị, em muốn cho chị biết một tin tốt. Một cô bé hưng phấn nói. Mẹ, con cũng muốn cho mẹ biết một tin tức tốt. Một cô bé khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Sau đó hai cô bé bắt đầu tranh luận. Tôi nói trước. Tôi nói trước. Tôi là gì của cô, tôi phải nói trước. Cô lớn hơn tôi, cô phải nhường tôi. Không được, cô phải nghe tôi. Không nghe, tôi chỉ nghe lời mẹ. Chúng ta hoẳn tù tì. Chơi thì chơi, đá, kéo, bao, giếng. À, tôi thắng. Chị, anh rể đã quay lại. Cô xấu lắm, sao lại giành nói trước? Tôi thắng, tôi phải nói chứ. Ai bảo cô ngốc? Khi thấy hai cô bé làm ầm lên thì Vân Thanh cảm thấy đau đầu, sau đó nàng không nhịn được phải hét lên. Ngừng, tất cả ngừng lại. Trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, hai cô gái không còn náo loạn, bộ dạng có vẻ rất ngoan. Hai cô gái này không phải là ai khác, chính là Thạch Thuần 9 tuổi em gái của Vân Thanh, một là Vân Tiểu Đông 5 tuổi, hai cô bé này làm loạn cả ngày, làm Vân Thanh rất đau đầu. Được rồi, Tiểu Đông, con nói đi, có tin gì tốt? Vân Thanh mở miệng hỏi. Là chú xấu xa đã quay về. Vân Tiểu Đông mở miệng nói. Đúng vậy, anh rể đã quay về. Thạch Thuần ở bên cạnh cũng nói một câu. Vân Thanh cuối cùng cũng hiểu, hai cô bé nói có tin tốt, thì ra chỉ là một chuyện, chú xấu xa trong miệng Vân Tiểu Đông và anh rể trong miệng Thạch Thuần chỉ là một người. Nhưng sắc lang kia quay về thật sao? Trong đầu Vân Thanh không khỏi xuất hiện hình bóng của Hạ Thiên, hơn nữa những hình ảnh nóng bỏng của cả hai cũng không ngừng hiện lên. Ban đầu ở huyện Mộc Dương hai người liên tục ở cùng nhau, nàng cũng từ một người phụ nữ 30 trở thành phụ nữ chân chính, cùng hắn vượt qua một khoảng thời gian có thể nói là hoang đường. Nhưng sau đó Thạch Trường Canh phát sinh biến cố, Vân Thanh quay về Giang Hải, dù Hạ Thiên cùng đi về nhưng sau đó bọn họ chưa ở cùng nhau. Hạ Thiên không biết vì sao lại xuất ngoại hơn một tháng, những ngày qua Vân Thanh cảm thấy có cảm giác vắng vẻ. Trước đó hai người quấn lấy nhau như Sam, bây giờ cả tháng không có tin tức gì, tất nhiên tương phản là quá lớn, làm nàng không thích ứng. Nhưng Vân Thanh dù có chút thất lạc thì cũng khôn quá quan tâm, nàng trước nay có thói quen độc thân. Lần này cũng nhanh chóng tạo nên thói quen không có Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc này nàng lại nghe nói về Hạ Thiên, trong lòng không khỏi có chút rung động. Sao lại biết cậu ấy quay về? Vân Thanh kỳ quái hỏi, nàng còn chưa nhận được tin, vì sao hai nhà đầu này lại biết? Chú Kiều nói cho chúng con biết. Vân Tiểu Đông mở miệng nói. Lúc này một tên vệ sĩ mở miệng. Vân Tiểu Thư, Hạ Tiên Sinh thật sự đã quay lại. Tên vệ sĩ này chính là chú Kiều trong miệng Vân Tiểu Đông, là Kiều Lượng, nhưng không phải người Kiều gia, chỉ là vệ sĩ thủ hạ của Kiều Đông Hải, bây giờ được phái ra bảo vệ Vân Thanh. Chị Thanh, nếu anh rể đã quay lại, chị có muốn điện thoại cho anh ấy không? Lúc này có một người mở miệng nói, người này là Vân Tú Mai, trước nay nàng luôn ở cùng Vân Thanh để chăm sóc Thạch Thuần, mặt khác cũng chờ tin tức của chồng là Thạch Tiểu Hổ. Tuy nàng biết bây giờ Thạch Tiểu Hổ đang bị giam giữ ở huyện Mộc Dương. Nhưng nàng cũng biết, nếu muốn Thạch Tiểu Hổ không có việc gì thì Thạch Trường Canh phải không sao. Nhưng bây giờ Thạch Trường Canh đang bị giữ lại ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, đã hơn một tháng rồi. Đúng vậy, chị, mau để anh rể cứu cha ra. Thạch Thuần cũng nói, nàng luôn nhớ đến vấn đề này. Vân Thanh cũng không khỏi có chút chần chừ, nàng thật ra vẫn luôn do dự về sự kiện này. Trước đó khi còn ở huyện Mộc Dương thì nàng cho rằng Thạch Trường Canh không làm gì xấu. Chẳng qua bị người ta hãm hại, vì vậy nàng có hy vọng bức thiết để Hạ Thiên cứu Thạch Trường Canh ra ngoài. Nhưng bây giờ Vân Thanh đã điều tra được một chuyện, nàng biết Thạch Trường Canh không giống như những gì mình tưởng. Một tháng trước đó Kiều Tiểu Kiều cũng đã điện thoại cho nàng, đã trò chuyện về vấn đề này. Lúc đó Kiều Tiểu Kiều có hỏi Vân Thanh, có phải nhất định cứu Thạch Trường Canh ra hay không, dù là dùng thủ đoạn phi pháp hay hợp pháp. Vân Thanh suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng nàng nói với Kiều Tiểu Kiều. Hy vọng có thể cứu Thạch Trường Canh ra bằng thủ đoạn hợp pháp. Nói cách khác, nếu Thạch Trường Canh thật sự đã cung khai, hay thật sự vì tra tấn mà khai ra một chuyện xấu cực kỳ xác thực, như vậy nàng cũng lực bất tòng tâm, đến lúc đó nàng cũng chỉ cố gắng để Thạch Trường Canh bị phán tội giảm xuống vài năm mà thôi. Nhưng sự việc bây giờ phát triển ngoài dự đoán của Vân Thanh, đã hơn một tháng trôi qua, Thạch Trường Canh không cung khai, Ủy ban Kỷ luật cũng không tìm được chứng cứ xác thực, vì vậy mà thời gian cứ kéo dài ra. Điều này làm cho Vân Thanh cảm thấy bất mãn với Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, nếu có chứng cứ thì đưa Thạch Trường Canh sang tư pháp, nếu không có chứng cứ thì nên thả người, không thể nào giam giữ mãi như vậy.
Cũng vì vấn đề này mà những ngày qua nàng liên tục chạy qua chạy lại. Vân Thanh cũng không xác định có nên để Hạ Thiên hỗ trợ hay không, thực tế những ngày gần đây nàng còn không tìm sự hỗ trợ của Kiều Tiểu Kiều, chủ yếu là tự mình đến hỏi thăm tình huống ủy ban kỷ luật. Đáng tiếc là nàng chỉ là một luật sư, người ta căn bản không quan tâm đến nàng, nếu chẳng phải nàng xinh đẹp thì sợ rằng rất khó để tiến vào ủy ban kỷ luật. Tóm lại nàng không chút thành công, đến bây giờ nàng vẫn không thể làm được gì cho Thạch Trường Canh. Vân Thanh suy tư một lát và quyết định điện thoại cho Hạ Thiên, nàng thật sự muốn gặp mặt Thạch Trường Canh một lần, có vài chuyện về mẹ nàng, lúc này nàng cần hỏi cho rõ. Vân Thanh vừa lấy điện thoại ra thì chuông đã đổ, nàng nhìn dãy số mà không khỏi nhíu mày, là một dãy số lạ, cũng không phải là Hạ Thiên điện thoại đến. Chương 894, buổi tối tôi phải ăn cơm cùng con gái. Alo, xin hỏi là ai vậy? Vân Thanh vẫn nhận điện thoại, dù sao nàng cũng là một luật sư, nhận được điện thoại với số lạ cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nàng nhíu mày vì cú điện thoại này không phải được gọi đến bằng người trong dự đoán của nàng, lúc này trong lòng nàng đang rất mong chờ Hạ Thiên điện thoại đến. Vân tiểu thư phải không? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông rất ôn hòa. Tôi là Viên Thế Tài, sáng sớm chúng ta đã gặp mặt nhau ở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Chào anh, Viên tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì không? Vân Thanh cẩn thận xem xét, cuối cùng nàng mới nhớ hôm nay đến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tìm người thì quả thật có gặp mặt một kẻ như vậy. Trong ấn tượng của nàng thì đối phương hơn 30, bộ dạng phong độ nhẹ nhàng, người ta chủ động chào hỏi nàng, nhưng nàng chỉ khách khí nói một câu rồi không quan tâm. Nhưng nàng không ngờ hắn ta lại điện thoại đến cho mình, hơn nữa nàng nhớ mình không cho đối phương số điện thoại. Vân tiểu thư, sự việc là thế này. Tôi có vài công tác kinh doanh, bây giờ đang phát triển nghiệp vụ ở tỉnh Bình Hải, nhưng công ty của tôi không quá hiểu về pháp quy tỉnh Bình Hải, vì vậy tôi muốn thuê một luật sư bản địa, bạn bè đã giới thiệu cô với tôi, vì thế tôi định hỏi, cô có hứng thú không? Viên Thế Tài nói rõ ý đồ của mình trong điện thoại, cuối cùng hắn còn bổ sung một câu. Nếu Vân tiểu thư có hứng, như vậy có thể tới phòng làm việc của tôi để bàn bạc cụ thể. Xấu hổ quá, Viên tiên sinh. Tạm thời tôi còn hoàn toàn không biết về công ty của anh, trước tiên anh có thể giới thiệu vắn tắt được không? Vân Thanh có chút chần chừ, người này đã từng gặp nàng ở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, bây giờ hắn lại tìm mình, điều này là không hợp lẽ thường, trực giác nói cho nàng biết người này có mưu đồ gì khác. Vân Thanh biết rất rõ, mình đẹp và có nhiều đàn ông ngấp nghé, vì vậy trước nay nàng luôn cẩn thận. Bây giờ cũng giống như vậy, nàng thấy người khác có ý hợp tác, nàng không muốn chạy đến ngay. Ít nhất phải điều tra cho rõ ràng. Điều này là đương nhiên, thế này đi, Vân tiểu thư, cô cho tôi một địa chỉ email, tôi sẽ chia sẻ tư liệu về công ty cho cô xem qua lư liệu, sau đó tôi sẽ liên lạc sau. Viên Thế Tài ở bên kia sảng khoái đồng ý. Được, Vân Thanh đồng ý, nàng nhanh chóng nói rõ địa chỉ email của mình cho Viên Thế Tài, sau khi xác nhận đã đúng thì cúp điện thoại. Viên Thế Tài điện thoại đến làm cho Vân Thanh bỏ đi ý nghĩ điện thoại cho Hạ Thiên. Nàng trực tiếp tiến vào phòng ngủ, nàng mở máy tính và phát hiện có một thư mới. Là Viên Thế Tài gửi đến, bên trong có rất nhiều tư liệu, Vân Thanh đào về, khi mở ra xem thì thấy đó là tài liệu kỹ càng về một công ty. Vân Thanh nhanh chóng phát hiện đó là một công ty mới, đăng ký còn chưa được một tháng, tài chính không thiếu, có 100 triệu, đại biểu pháp nhân của công ty không phải là ai khác, là Viên Thế Tài. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn khai phá du lịch quốc tế Kinh Đô. Tên gọi tắt là công ty du lịch Kinh Đô, nghiệp vụ chủ yếu là khai phá du lịch. Nhưng công ty này đăng ký chưa được bao lâu, rõ ràng trước đây không có kinh nghiệm khai thác du lịch gì cả, điều này làm cho Vân Thanh nghi ngờ. Vì trước nay nàng chưa từng làm việc với một công ty thế này bao giờ, cũng chưa từng tiếp nhận những vụ có liên quan đến du lịch. Lúc này Viên Thế Tài đột nhiên tìm nàng, sợ rằng không phải vì bạn bè giới thiệu, cũng chỉ vì nguyên nhân hắn gặp mặt nàng ở ủy ban kỷ luật mà thôi. Vân Thanh nhanh chóng xe qua tài liệu, sau đó nàng tắt đi, nàng quyết định từ chối lời mời của Viên Thế Tài. Thực tế gần đây nàng ít tham gia án kiện, bây giờ nàng có một em gái là Thạch Thuần cần được chăm sóc, còn có con gái là Vân Tiểu Đông, nàng cảm thấy bận rộn khó chịu nổi. Lần trước Hạ Thiên đưa cho nàng 10 triệu, nàng cầm lấy đi đăng ký một công ty xây dựng, bây giờ cho em họ của nàng là Vân Chí Quang quản lý. Hiện nay công ty kiến trúc thường rất lợi nhuận. Phía huyện Mộc Dương bên kia cũng quả thật bắt đầu cải tạo, công ty kiến trúc của nàng cũng nhận được vài phần nghiệp vụ, muốn thắng lợi cũng không phải vấn đề, điều này làm cho Vân Thanh có ý nghĩ bỏ nghề luật sư. Trước đó nàng làm luật sư vì thích làm theo pháp luật,
nhưng những năm gần đây nàng dần chán ghét, vì luật sư thuần túy chỉ là kiếm tiền cho cuộc sống, vì vậy nếu công ty xây dựng có thể kiếm được lợi nhuận, nàng sẽ không làm luật sư nữa. Chị đang nghĩ gì vậy? Âm thanh của Thạch Thuần chợt vang lên bên cạnh. Ngốc quá, tất nhiên mẹ đang nghĩ về chú xấu xa. Vân Tiểu Đông lập tức đón lời. Em mới ngốc. Thạch Thuần dùng ánh mắt mất hứng nhìn Vân Tiểu Đông. Chị, nếu nghĩ đến anh rể, chị không thể điện thoại được sao? Được rồi, hai đứa đừng đứng đó mà cãi nhau. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ, hai cô bé này không biết vì sao mà không hợp mắt lẫn nhau. Vân Thanh nhìn Thạch Thuần rồi nhìn Vân Tiểu Đông, nàng càng thêm kiên định với ý nghĩ rời khỏi nghề luật sư. Bây giờ trách nhiệm của nàng khá nặng, sau này Thạch Trường Canh khó thể thoát khỏi nhà giam, nàng phải chăm sóc cho em và cho con, nếu nàng tiếp tục làm luật sư, như vậy không biết có bao nhiêu thời gian để giáo dục hai đứa trẻ. Điện thoại vang lên, Vân Thanh lấy ra xem, là Viên Thế Tài điện thoại đến. Chào anh, Viên tiên sinh. Vân Thanh nhận điện thoại, giọng điệu rất khách khí. Vân Tiểu Thư, cô đã nhận được tư liệu chưa? Viên Thế Tài mở miệng hỏi. Đã nhận được, hơn nữa cũng đã xem qua. Vân Thanh trả lời. Thật xin lỗi, Viên tiên sinh, tôi không quen thuộc với khối pháp luật khai phá du lịch, tôi cũng không muốn làm trễ nãi nghiệp vụ của công ty, vì vậy tôi thấy Viên tiên sinh nên mời người khác. Gần đây Vân Thanh từ chối rất dứt khoát, cũng không dây dưa, vì vậy nàng trực tiếp từ chối lời mời của Viên Thế Tài. Đầu dây bên kia có chút trầm mặc. Sau đó âm thanh tiếc nuối của Viên Thế Tài vang lên. Vậy thì quá đáng tiếc, tôi luôn mong nhận được sự hợp tác của Vân Tiểu Thư. Viên Thế Tài dừng lại một chút rồi nói. Vân Tiểu Thư, tuy chúng ta không thể hợp tác, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn bè, tôi muốn mời cô dùng cơm, không biết tối nay Vân Tiểu Thư có rảnh không? Xấu hổ quá, tối tôi phải cùng ăn với con gái. Vân Thanh dứt khoát từ chối, nàng suy đoán không sai. Viên Thế Tài có lẽ không chính thức hứng thú với thân phận luật sư của nàng, chẳng qua chỉ hứng thú với bản thân nàng. Chương 895, tranh chấp sớm muộn khó tránh. Một lời của Vân Thanh làm cho Viên Thế Tài sững sờ, sau đó hắn dùng giọng khó tin hỏi. Điều này, Vân Tiểu Thư, cô đã kết hôn rồi sao? Thật xin lỗi, Viên tiên sinh, tôi không muốn bàn về chuyện riêng của mình. Vân Thanh thản nhiên nói. À, tôi thật có lỗi, thất lễ rồi. Viên Thế Tài vội vàng nói lời xin lỗi. Vậy thì được, trước tiên tôi không tiếp tục quấy rầy Vân Tiểu Thư, hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Viên tiên sinh, tạm biệt. Vân Thanh nói một câu rồi cúp điện thoại. Khoảnh khắc này trong gian phòng nào đó trong tòa nhà Hải Giang, một người đàn ông hơn 30 đang cầm điện thoại, bộ dạng khó hiểu. Người đàn ông đang buồn bực này chính là Viên Thế Tài vừa điện thoại cho Vân Thanh, văn phòng này hắn thuê chưa lâu. Coi như là phòng làm việc cho công ty du lịch Kinh Đô. Thế Tài, sao vậy? Không thành công à? Trong văn phòng còn có một người đàn ông khác, cũng hơn 30, nói chuyện rất tùy ý, rõ ràng là người quen của Viên Thế Tài. Cô ấy từ chối. Viên Thế Tài thở dài. Hơn nữa cô ấy giống như đã kết hôn, còn có cả con gái rồi. Không, Vân Thanh còn chưa kết hôn, việc này tôi biết rất rõ, con của cô ta chỉ là con nuôi, là con của một bạn gái thân thiết. Người phụ nữ kia đã chết, vì vậy Vân Thanh nhận nuôi cô bé kia. Người đàn ông này rõ ràng biết khá rõ về tình huống của Vân Thanh. Nhưng, này Thế Tài, anh thật sự vừa ý cô ấy sao? Vân Thanh thật sự rất xinh đẹp, dáng người cũng khó thể chê, nhưng cũng đừng trách tôi không cảnh báo, người phụ nữ này không dễ chọc vào. Không dễ chọc vào sao? Viên Thế Tài có chút buồn bực. Siêu Phương, cậu nói vậy là có ý gì? Cô ấy không phải chỉ là một luật sư thôi sao? Cô ấy là một luật sư, nhưng không phải chỉ là một luật sư đơn giản. Người đàn ông Diêu Phương kia lắc đầu. Anh không thấy hôm nay cô ấy đến ủy ban kỷ luật có hai vệ sĩ theo sau sao? Anh cảm thấy một nữ luật sư bình thường sẽ có hai vệ sĩ đi theo sao? Cô ấy có thân phận đặc thù gì sao? Viên Thế Tài có chút mê hoặc. Không phải cậu đã nói, nàng là con ghẻ của Thạch Trường Canh, gia thế rất bình thường, không có gì đặc biệt. Thế Tài, nói thật nhé, thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm, cậu phải biết rằng tôi đến ủy ban kỷ luật được nửa tháng, cũng còn chưa quen thuộc tình huống. Đối phương nhún nhún vai. Nhưng có một lời đồn còn chưa được chứng thực, nghe nói nàng là phụ nữ của Hạ Thiên. Hạ Thiên, vẻ mặt Viên Thế Tài chợt biến đổi. Chính là tiểu tử đã làm xôn xao cả thủ đô trước kia sao? Đúng là tiểu tử kia. Siêu Phương có chút bất đắc dĩ.
thành phố Giang Hải có một lời đồn, đó là gặp bá kỳ người phụ nữ nào cực đẹp ở thành phố Giang Hải thì ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào, vì hơn phân nửa đều là phụ nữ của Hạ Thiên. Nghe nói tiểu tử kia đã cướp đi hơn 10 người đẹp lung linh của thành phố Giang Hải, à, Vân Thanh cũng có khả năng nằm trong số đó. Hừ, lòng tham vô đáy. Viên Thế Tài đột nhiên nói ra một câu như vậy. Này, không có biện pháp, tóm lại, Thế Tài, đừng nói tôi không nhắc anh, nếu Vân Thanh thật sự là phụ nữ của Hạ Thiên kia, anh tốt nhất nên bỏ hy vọng đi. Tôi nghe nói những kẻ cùng tranh đoạt phụ nữ của Hạ Thiên thường không có kết cục gì tốt. Siêu Phương thở dài, rõ ràng hắn cũng biết danh tiếng của Hạ Thiên. Cậu xác định Vân Thanh thật sự có quan hệ với Hạ Thiên sao? Viên Thế Tài trầm mặc một lúc rồi nói. Siêu Phương lại lắc đầu. Điều này thì tôi không xác định, những ngày qua Vân Thanh đến ủy ban kỷ luật vài lần, nhưng tôi chưa thấy cô ấy xuất hiện cùng lúc với Hạ Thiên, nhưng điều này cũng vì trước kia Hạ Thiên không có mặt ở thành phố Giang Hải. Tôi nghe nói trước đó Hạ Thiên kia xuất ngoại, vừa về ngày hôm qua, vừa về đã làm đại sự, trực tiếp đến trại giam đưa người phụ nữ của mình ra ngoài. Thật ra dù có quan hệ với Hạ Thiên thì tôi cũng chưa chắc đã sợ hắn. Viên Thế Tài thản nhiên nói. Chỉ là Vân Thanh dứt khoát từ chối lời mời của tôi, cũng không muốn theo tôi dùng một bữa cơm, ngược lại khá phiền. Điều này, Thế Tài, anh nói thật sao? Siêu Phương chợt ngẩn ngơ. Dù Vân Thanh thật sự là phụ nữ của Hạ Thiên, anh cũng dám đoạt sao? Có gì mà không dám? Viên Thế Tài cười nhạt một tiếng. Hạ Thiên cũng chỉ là một người mà thôi, không phải là vô địch. À, Thế Tài, anh cũng chỉ gặp mặt Vân Thanh một lần mà thôi, anh đừng nói với tôi, anh thật sự có tiếng sét ái tình với cô ấy đấy nhé. Siêu Phương cũng nhìn không được phải khuyên nhủ. Vân Thanh rất đẹp, dáng người cũng cực tốt, nếu anh vì một con đàn bà mà phải liều mạng với Hạ Thiên, điều này là không đáng. Siêu Phương, tôi không muốn chơi đùa, tuổi tôi không còn nhỏ, tôi nên tìm một người phụ nữ để kết hôn. Viên Thế Tài thản nhiên nói. Tuy tôi chỉ gặp mặt cô ấy một lần, nhưng trên người cô ấy có một loại khí chất hấp dẫn tôi, cũng chưa phải tôi chẳng từng gặp được phụ nữ xinh đẹp như cô ấy, nhưng chính thức để tôi động lòng chỉ có Vân Thanh, đặc biệt là ánh mắt của cô ấy, cực kỳ hấp dẫn. Siêu Phương cảm thấy đau đầu, Viên Thế Tài này muốn chơi thật, muốn kết hôn với người ta sao? Lúc này rõ ràng là chơi lớn rồi. Thế Tài, dù Vân Thanh thật sự là phụ nữ của Hạ Thiên, anh cũng tranh chấp với hắn sao? Siêu Phương suy nghĩ rồi mở miệng hỏi. Đúng vậy. Viên Thế Tài cười nhạt một tiếng. Dù sao giữa tôi và hắn cũng có một tranh chấp khó tránh. Siêu Phương lại sững sờ. Thế Tài, anh nói những lời này là có ý gì? Sao tôi nghe qua lại thấy anh lần này đến thành phố Giang Hải giống như chuyên môn hướng về Hạ Thiên như vậy? Thôi bỏ, không nói về vấn đề này nữa. Viên Thế Tài di chuyển chủ đề. Đi, chúng ta đi uống trà. Ngồi lì trong văn phòng rất ngột ngạt. Viên Thế Tài nói xong thì đứng lên, bộ dạng muốn bỏ đi. Thật ra, Thế Tài, nếu cậu thật sự không sợ phiền toái thì tôi có biện pháp, có thể làm cho Vân Thanh tình nguyện gặp anh. Siêu Phương mở miệng nói. Biện pháp gì? Viên Thế Tài vội vàng hỏi. Anh biết Vân Thanh đến ủy ban kỷ luật làm gì không? Siêu Phương hỏi ngược lại. Không phải anh đã nói, vì chuyện của Thạch Trường Canh kia sao? Viên Thế Tài đột nhiên nói một câu, sau đó hắn bừng tỉnh. Ý cậu là, lợi dụng chuyện này. Đúng vậy. Siêu Phương gật đầu. Được, cứ làm như thế. Viên Thế Tài nhanh chóng đưa ra quyết định. Khu dân cư Kim Thái. Vân Thanh cuối cùng cũng cầm điện thoại bấm máy cho Hạ Thiên, sau đó nàng nghe được một tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Ông xã, điện thoại kia. Vân Thanh không khỏi sững sờ, đây không phải là tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên sao? Nàng có nghe lầm không? Đúng lúc này Vân Thanh lại tiếp tục được nghe một âm thanh quen thuộc hơn. Chị Vân Thanh, chị nhớ tôi sao? Chúng ta đúng là tâm hữu linh tê, tôi biết rõ chị nhớ đến tôi, vì vậy tôi đến đây. Chương 896, cởi quần áo ra có thể thấy. Vân Thanh còn chưa kịp xoay người thì đã cảm giác được một hương vị quen thuộc truyền đến, mà đúng một khoảng thời gian thì một đôi tay từ phía sau đã vươn lên ôm lấy nàng. Sau đó nhanh chóng đặt lên bộ vị cao ngất trước ngực nàng. Nãy giờ nàng đang ngồi trên bàn máy tính, nàng căn bản chưa kịp phản ứng, vì vậy mà bộ ngực kiêu ngạo của nàng đã bị đối phương chiếm giữ. Một cảm giác quen thuộc bùng lên khắp toàn thân thể mềm mại của Vân Thanh không khỏi run lên nhẹ nhẹ, sau đó nàng vội vàng đứng lên lách người ra.
Mãi đến lúc này Vân Thanh mới có cơ hội xoay người lại, sau đó nàng trừng mắt nhìn người đàn ông ở phía sau. Đừng hồ đồ, Tiểu Đông và Thuần Thuần đều đang ở trong nhà. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này chính là Hạ Thiên, cũng chỉ có hắn mới tiến vào lặng lẽ như vậy, nếu là người khác sẽ bị vệ sĩ ngăn cản từ ngay bên ngoài. Hạ Thiên xuất hiện tuy rất đột ngột nhưng trong lòng Vân Thanh vẫn cảm thấy rất vui, vì nàng còn chưa điện thoại cho hắn, hắn đã chủ động đến đây, điều này chứng minh hắn quan tâm đến nàng. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút tức giận, lưu manh này vẫn không đổi, đã lâu không gặp nhưng vừa thấy mặt đã chiếm tiện nghi của nàng, hơn nữa còn ra tay trước mặt hai đứa nhỏ, cũng không sợ đầu độc bọn trẻ. Anh rể, Thạch Thuần dùng giọng ngọt ngào chào hỏi Hạ Thiên. Chú xấu xa, sao bây giờ chú mới đến? Vân Tiểu Đông cũng nói. Mẹ rất nhớ chú. Hai đứa ra ngoài chơi. Vân Thanh đỏ mặt, sau đó nàng đuổi hai cô bé ra, còn khóa luôn cửa phòng lại, nàng cũng không muốn để Hạ Thiên làm ra những chuyện mà trẻ em không được nhìn. Vì vậy mà khi cửa phòng đóng chặt lại thì vòng eo của Vân Thanh đã bị siết chặt, Hạ Thiên quả nhiên muốn làm chuyện nhi đồng không nên nhìn. Hạ Thiên dùng một tay đặt lên cặp mông vểnh của Vân Thanh, tay kia chiếm lĩnh hai ngọn núi trước ngực nàng, hai cánh tay liên tục hoạt động thử nghiệm độ co giãn của hai bộ vị này. Vân Thanh không từ chối, dù hơn một tháng không gặp nhưng thân thể của nàng vẫn không bài xích lại sự vuốt ve của đối phương, vẫn là như trước kia. Nàng khẽ ôm cổ Hạ Thiên, sau đó khẽ nói. Cậu về khi nào? Sáng hôm qua. Hạ Thiên thành thật trả lời, động tác tay vẫn không ngừng. Hơn một tháng không gặp mà những bộ vị nào đó của Vân Thanh có vẻ phồng phao lên, tính đàn hồi cũng mạnh hơn. Sao bây giờ cậu mới đến tìm tôi? Vân Thanh lại hỏi. Cậu cũng không điện thoại cho tôi, nếu là lúc bình thường thì bây giờ tôi sẽ không có ở nhà. Chị Vân Thanh, vì vậy mới nói chúng ta tâm hữu linh tê, chị nghĩ đến tôi lập tức biết chị ở đâu, sau đó tôi đến ngay. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không phải là ngốc, vì vậy nàng không tin những lời này của hắn. Chị Vân Thanh, ánh mắt của chị thật sự rất đẹp. Hạ Thiên cười hì hì nói. Những chỗ khác của tôi không đẹp sao? Vân Thanh tức giận nói. Những chỗ khác có đẹp hay không, phải cởi quần áo ra mới biết được. Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn vừa nói vừa nhanh chóng cởi quần áo của Vân Thanh. Đừng làm rộn, giữa ban ngày. Vân Thanh định kháng cự nhưng cặp môi đã bị Hạ Thiên chặn lại, quần áo cũng nhanh chóng bị lột sạch. Sau đó hắn giống như một đứa bé, liều mạng mút một vị trí nào đó, hình như rất đói. Một lát sau cuối cùng Hạ Thiên cũng ăn no, sau đó hắn bắt đầu vận động, đầu tiên là chậm rãi đi bộ, sau đó chạy chậm, tốc độ dần đẩy mạnh, mãi đến cuối cùng là chạy nước rút. Điện thoại của Vân Thanh chợt vang lên làm rối loạn tiết tấu nước rút của Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó hắn lại khôi phục như thường, lại dùng tốc độ cực nhanh phóng đến giới hạn. Cũng may Vân Thanh cũng là người được học võ công, nàng dùng một tay chống lấy thành giường nghênh đón Hạ Thiên chạy nước rút, tay kia còn có thể cầm điện thoại nhìn qua. Nàng phát hiện người gọi đến là Viên Thế Tài, vì vậy mà không quan tâm, nàng trực tiếp ném điện thoại sang một bên, trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng rên cao vút. Chuông điện thoại liên tục vang lên, chuông điện thoại của Vân Thanh chính là một bản dương cầm hòa âm, dưới âm thanh như vậy thì Hạ Thiên chạy nước rút, âm thanh trong miệng Vân Thanh phát ra cũng nứt quảng, âm thanh hòa vào âm nhạc tạo thành một bản nhạc cực kỳ quỷ dị và quyến rũ. Bản nhạc này được phát đi rất lâu, cuối cùng khi chấm dứt thì Vân Thanh nằm lì trên giường. Da thịt tuyết trắng đỏ hồng, gương mặt đỏ bừng bừng. Chị Vân Thanh, quả nhiên tất cả bộ vị trên người chị đều đẹp. Hạ Thiên lúc này cười hì hì nói một câu. Vân Thanh cuối cùng cũng lật người, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lưu manh này làm chuyện xấu trên người nàng còn tìm lý do, trên người nàng có đẹp hay không, chẳng lẽ hắn còn chưa được xem. Khi ở huyện Mộc Dương thì không biết nàng đã bị hắn cởi ra không biết bao nhiêu lần. Chuông điện thoại lại vang lên, Hạ Thiên có chút bất mãn. Là thằng ngu nào mà liên tục gọi đến vậy? Vân Thanh lấy điện thoại ra xem, nàng có chút phiền muộn, vì sao lại là Viên Thế Tài kia? Người này còn chưa biết dừng lại sao? Thôi được, để tôi nhận điện thoại. Vân Thanh suy nghĩ rồi quyết định nhận điện thoại, nếu cứ để như vậy thì phiền phức. Vân Thanh đổi một tư thế nằm trên người Hạ Thiên, sau đó nàng nhận điện thoại. Vân Tiểu Thư sao? Tôi là Viên Thế Tài. Đầu dây bên kia tất nhiên là Viên Thế Tài. Không quấy rầy cô đấy chứ. Viên tiên sinh, có chuyện gì không? Vân Thanh trực tiếp hỏi, thầm nghĩ đúng là hắn quấy rầy nàng. Là thế này, trước đó tôi không phải đã nói, bạn của tôi giới thiệu cô cho tôi sao?
tôi có bạn trong ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, tôi nghe nói chị hình như có một người thân gặp phiền toái, phải không? Viên Thế Tài dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vân Thanh thầm mỉm cười, sau đó nàng hỏi. Đúng là có chuyện này, không biết Viên Thế Tài muốn gì? À, thật ra cũng không có gì, nhưng tôi có biện pháp giúp Vân Tiểu Thư giải quyết chuyện này, chẳng biết Vân Tiểu Thư có hứng thú không? Viên Thế Tài cuối cùng cũng nói đến chính đề. Vân Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó nàng không nhịn được hỏi một câu. Xin hỏi Viên Tiên Sinh có biện pháp gì? Vân Tiểu Thư, chuyện này nói trong điện thoại cũng không tiện, nếu không cô đến đây một chuyến, tôi và người bạn làm trong ủy ban kỷ luật đang ngồi ở quán trà trên đường Giang Đông, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Viên Thế Tài trả lời. Chương 897, sợ cái gì đến cái đó. Được rồi, tôi sẽ qua ngay. Vân Thanh có chút suy tư, cuối cùng nàng cũng đồng ý. Được, vậy lát nữa gặp lại. Viên Thế Tài ở đầu dây bên kia có chút vui mừng. Lát nữa gặp. Vân Thanh nói một tiếng rồi cúp điện thoại. Âm thanh không tính là vui sướng của Hạ Thiên đã truyền đến. Chị Vân Thanh, tên ngốc Viên Thế Tài kia là ai? Chị cùng hắn gặp mặt làm gì? Muốn cứu Thạch Trường Canh ra thì chỉ cần nói một tiếng với tôi là được. Hạ Thiên biết rõ Thạch Trường Canh còn bị giam giữ, vì trước khi hắn đến với Vân Thanh đã được Kiều Tiểu Kiều nói về vấn đề này. Sau khi hắn chỉ dạy Tôn Hinh Hinh luyện công thì không có việc gì làm, hắn định đi tìm tẩy tủy cho những bà vợ chưa được tẩy tủy, nhưng Kiều Tiểu Kiều lại nói sự việc Vân Thanh chưa được giải quyết, vì vậy hắn quyết định đến chỗ Vân Thanh. Tôi cũng không quen biết gì hắn ta. Vân Thanh cũng không gạt Hạ Thiên, nàng nói rõ từ khi biết và những cuộc điện thoại với Viên Thế Tài trước đó của Hạ Thiên, cuối cùng nàng còn nói. Thật ra tôi đã gặp mặt hắn ở ủy ban kỷ luật, có lẽ hắn thật sự có đường đi ở ủy ban kỷ luật, tóm lại tôi đã đồng ý thì cũng nên đi gặp. Nếu biện pháp của hắn thành công thì tốt, không thể thực hiện được cũng chẳng sao, tôi sẽ nói rõ ràng với hắn, đừng làm phiền tôi nữa. Vân Thanh dừng lại một chút rồi nói thêm. Cậu theo với tôi chứ? Chị Vân Thanh, tất nhiên tôi sẽ đi cùng chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôi thấy tên ngốc kia chắc chắn không có biện pháp gì, tám phần là có ý đồ bất lương với chị, tên ngốc kia có ý với vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ cho hắn biết tay. Cậu cũng đừng động cái là xử lý người khác, hắn ta cũng chưa làm gì tôi, tóm lại chúng ta nên đến đó xem thế nào, đến lúc đó cậu cũng đừng đánh nhau với người ta. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ, nàng cũng rất thừa nhận với ý kiến của Hạ Thiên. Viên Thế Tài kia tám phần có ý đồ với nàng, nhưng dù sao nàng cũng đưa Hạ Thiên theo, đến lúc đó dù Viên Thế Tài có ý đồ cũng phải thay đổi. Được rồi, đến xem tên ngốc kia có bộ dạng thế nào, nếu bộ dạng cần ăn đòn thì sẽ cho một trận. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn bế Vân Thanh lên. Chị Vân Thanh, trước tiên tôi giúp chị mặc quần áo. Hạ Thiên mất vài phút mặc quần áo tử tế cho Vân Thanh, sau đó hắn tự mặc cho mình. Các người tạm thời ở lại đây, đừng đi theo. Vài phút sau Hạ Thiên và Vân Thanh cuối cùng cũng đi ra phòng ngủ, khi đi ra ngoài cửa thì hắn nói với đám vệ sĩ vài câu, sau đó hai người cùng nhau bỏ đi. Quán trà Tình Mính. Viên Thế Tài và Diêu Phương đang đứng nói chuyện ngoài cửa, sau khi điện thoại xong thì Viên Thế Tài mới nhớ mình còn chưa nói số phòng cho Vân Thanh, sợ nàng không tìm được, vì vậy hắn kéo Diêu Phương chờ trước cổng. Này Thế Tài, anh không đáng làm như vậy. Diêu Phương phàn nàn, bên ngoài này gió khá lớn. Đây cũng thể hiện sự tôn trọng với cô ấy. Viên Thế Tài cười nhạt một tiếng. Diêu Phương, ý kiến của cậu quả nhiên không sai, bây giờ Vân Thanh tình nguyện đến gặp tôi, khó chối bỏ công lao của cậu. Này, đừng nói đến công lao gì đó, bây giờ tôi chỉ hy vọng tiểu tử Hạ Thiên và Vân Thanh kia không có quan hệ gì, nếu không sự việc sẽ cực kỳ phiền toái. Diêu Phương thở dài, bây giờ hắn có chút hối hận vì đưa ra ý kiến cho đối phương. Cậu yên tâm đi, dù thật sự có phiền toái thì không có quan hệ gì với cậu. Viên Thế Tài không cho là đúng, sau đó chợt vui mừng. Cô ấy đến rồi. Một chiếc xe con dừng lại bên đường, cửa xe mở ra, một người đẹp xinh đẹp gợi cảm cao giáo tuyệt vời nhưng ăn mặc tướng đối bảo thủ bước xuống xe. Viên Thế Tài chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đối phương là Vân Thanh. Con bà nó. Diêu Phương cũng nhìn qua rồi nói ra một câu thô tục. Vì há thấy trong xe còn có một người đàn ông bước ra. Vào thời điểm khí trời lạnh toát thế này mà tên đàn ông kia vẫn mặc một bộ trang phục như mùa hè, sau khi xuống xe lại ôm lấy vòng eo thon của Vân Thanh. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân để Diêu Phương phải nói ra lời thô tục, chẳng phải hắn hâm mộ diễm phúc của đối phương, mà hắn nhận ra người kia chính là Hạ Thiên.
sợ cái gì trời trao của đó. Diêu Phương thật sự rất khó hiểu, trước đó hắn chỉ nghĩ rằng Vân Thanh có thể là phụ nữ của Hạ Thiên, nhưng bây giờ chẳng còn là nghi ngờ, đây là sự thật thấy tận mắt. Diêu Phương quay đầu nhìn Viên Thế Tài, lúc này hắn phát hiện ra cảm giác vui sướng của đối phương đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự ẩn giấu. Rõ ràng, tuy trước đó Viên Thế Tài có nói nếu Hạ Thiên là đàn ông của Vân Thanh, hắn sẽ vẫn tranh chấp, nhưng đến khi hắn thật sự phát hiện Vân Thanh đã có chủ, hơn nữa người đàn ông đó là Hạ Thiên thì tâm tình cực kỳ không xong. Thế Tài, coi như xong. Diêu Phương không nhịn được phải nói một câu, tuy dáng người Vân Thanh có thể nói là cực tốt, nhưng vì một con đàn bà mà đắc tội với Hạ Thiên thì không đáng. Hắn cũng là người đến từ thủ đô, đã từng nghe qua danh tiếng của Hạ Thiên, đây là cơn ác mộng ở thủ đô, đắc tội với hắn sẽ mang họa cửa nát nhà tan. Tôi đã nói rồi, tôi và hắn sớm muộn gì cũng có tranh chấp, vì vậy không có gì quá lo. Viên Thế Tài thản nhiên nói, vẻ mặt đã khôi phục lại như thường, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Sau đó hắn tiến lên đón Vân Thanh. Chào cô, Vân Tiểu Thư. Viên Thế Tài không chờ Vân Thanh nói chuyện, hắn nhìn về phía Hạ Thiên nói. Chào cậu, tôi là Viên Thế Tài, cậu là bạn trai của Vân Tiểu Thư sao? Tôi là Hạ Thiên, là chồng của chị Vân Thanh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Viên Thế Tài. Này, tôi cảnh cáo anh, đừng có ý với vợ tôi, nếu không tôi cho ăn đòn. Hạ Thiên sao? Viên Thế Tài ra vẻ kinh ngạc. Là Hạ Thiên Xuân Hạ Thu Đông kia sao? Đúng vậy, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong Thiên Hạ Đệ Nhất Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Viên Thế Tài. Này, anh biết tôi sao? Tôi đã sớm nghe qua đại danh của Hạ Tiên Sinh ở thủ đô. Viên Thế Tài mỉm cười, sau đó hắn lại tỏ ra mê hoặc. Nhưng, Hạ Tiên Sinh thật sự là chồng của Vân Tiểu Thư sao? Nói nhảm, tất nhiên là thật. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Viên Thế Tài. Anh có ý kiến gì sao? Nếu có thì tôi cho ăn đòn. Cậu đừng động cái là đánh người. Vân Thanh không nhịn được phải khẽ nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý kiến gì. Viên Thế Tài cười nhạt một tiếng. Chẳng qua tôi cảm thấy Vân Tiểu Thư chắc chắn có ý kiến. Viên Tiên Sinh, tôi thấy anh hiểu lầm rồi. Vân Thanh đón lời. Sao tôi lại có ý kiến? Hạ Thiên là chồng tôi, đây là sự thật. À, xấu hổ quá, xem như tôi chưa nói qua. Trong mắt Viên Thế Tài nhanh chóng lóe lên chút ghen ghét, sau đó tiếp tục hỏi. Chúng ta vào dùng trà, đã pha rất tốt. Người bạn ủy ban kỷ luật của tôi ở bên kia, chúng ta vào trong nói chuyện. Chương 898, ngày tốt lành sẽ không quá lâu. Viên Thế Tài trước tiên giới thiệu Diêu Phương cho Hạ Thiên và Vân Thanh, sau đó bốn người cùng kéo nhau vào quán trà, đi vào trong một gian phòng rồi ngồi xuống. Khi thấy Viên Thế Tài không nói ra những chuyện đào góc tường của Hạ Thiên thì Diêu Phương không khỏi thở ra một hơi, may quá, ít nhất thì tạm thời không có đánh nhau. Viên Tiên Sinh, anh đã nói với tôi trong điện thoại là có biện pháp giải quyết sự việc liên quan đến chú Thạch, không biết anh có biện pháp gì. Vân Thanh đi thẳng vào vấn đề, nàng ngồi xuống bên cạnh và còn kéo tay Hạ Thiên, không che giấu quan hệ thân mật giữa hai người. Tất nhiên tình cảnh như vậy cũng làm cho Viên Thế Tài hiểu, để hắn không nên có suy nghĩ không an phận. Từ chối đàn ông phải làm cho thật tốt, đây là phong cách của Vân Thanh, dù là trước kia từ chối đàn ông khác hay là Hạ Thiên thì Vân Thanh cũng làm như vậy. Nhưng đàn ông khác thì bọn họ nàng từ chối và bỏ đi, sắc lang Hạ Thiên thì không, nàng bị hắn chụp vào tay, nhưng cũng vì vậy mà nàng có lý do để từ chối những đàn ông khác. Viên Thế Tài quay đầu nhìn Diêu Phương. Cậu nói với Vân Tiểu Thư. Diêu Phương khẽ gật đầu, hắn mở miệng nói. Vân Tiểu Thư, tuy vụ Thạch Trường Canh không thuộc về tôi, nhưng theo tôi được biết, bây giờ cô rất muốn gặp mặt Thạch Trường Canh, có phải vậy không? Đúng vậy. Hơn nữa tôi cũng hy vọng ủy ban kỷ luật có thể thả chú Thạch ra, dù sao cũng đã giam giữ hơn một tháng, dù muốn tiếp tục giữ lại, nếu chú ấy thật sự có hành vi vi phạm thì nên chuyển giao cho tư pháp, nếu không có chứng cứ thì nên thả người. Vân Thanh trả lời. Điều này, Vân Tiểu Thư, vấn đề phóng thích Thạch Trường Canh, tôi không có quyền lực đó, nhưng tôi có thể sắp xếp giúp cô gặp mặt Thạch Trường Canh. Diêu Phương nói có chút ngượng ngùng. Chị Vân Thanh, chị muốn gặp Thạch Trường Canh sao? Tôi đưa chị đi gặp. Cần gì phải tìm bọn họ. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, hắn nhìn chằm chằm vào Viên Thế Tài một lúc lâu mà cảm thấy người này có ý đồ bất lương, giống như muốn có ý với vợ hắn, vì vậy hắn quyết định đưa vợ đi. Sự khinh thường trong lời nói của Hạ Thiên làm cho Diêu Phương xấu hổ, nhưng hắn không dám tỏ ra bất mãn,
vì hắn biết Hạ Thiên thật sự lợi hại, cũng biết không thể đắc tội với đối phương. Nhưng Viên Thế Tài thì không giống như vậy, hắn nhìn Hạ Thiên, trong giọng nói mang theo hương vị trào phúng khó thể phát giác. Hạ Tiên Sinh, Thạch Trường Canh đã bị kỷ luật, không phải ai muốn gặp là gặp, nếu không có người bên trong sắp xếp thì chẳng dễ dàng như vậy. Trên đời này người tôi muốn gặp đều có thể. Hạ Thiên bĩu môi, hắn kéo Vân Thanh đứng lên. Chị Vân Thanh, tôi đưa chị đi gặp Thạch Trường Canh, thuận tiện giúp chị đưa ông ta ra. Cậu đừng xúc động, chúng ta đi tìm chú Thạch như vậy thì sẽ có phiền toái. Vân Thanh nhìn không được phải khuyên. Chị Vân Thanh, chị đừng lo, không có gì đâu, tôi đã nói sẽ giúp chị cứu ông ta ra, như vậy nhất định sẽ cứu được. Trước đó tôi chỉ ra nước ngoài mà thôi, bây giờ tôi đã về, nhất định sẽ giúp được chị. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Còn nữa, chị Vân Thanh, sau này có chuyện gì cứ tìm tôi là chồng chị, chuyện của chị là của tôi, đừng tìm đám người lung tung, bọn họ chỉ biết khoác lác, thật ra chẳng làm được gì đâu. Hạ Thiên vừa nói vừa kéo Vân Thanh ra ngoài, nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ biết theo hắn đi ra. Khi nghe được lời nói của Hạ Thiên thì Diêu Phương càng xấu hổ, gương mặt Viên Thế Tài lại trở nên âm trầm, tên khốn kia thật sự không nể mặt bọn họ. Thế Tài, tôi đã nói rồi, tiểu tử kia không dễ chọc vào. Diêu Phương thở dài nói. Ngày an nhàn của hắn sẽ không quá lâu. Viên Thế Tài hừ lạnh nói. Diêu Phương chợt ngây người. Viên Thế Tài rốt cuộc dựa vào thứ gì? Tuy hắn biết gia thế của Viên Thế Tài là không tầm thường nhưng hình như còn chưa đủ để đối phó với Hạ Thiên, phải biết rằng người người ở thủ đô đều biết, Hạ Thiên và Triệu gia ở thủ đô có quan hệ không tầm thường. Tuy rất nghi hoặc nhưng Diêu Phương vẫn không tiếp tục suy xét, tuy hắn là bạn của Viên Thế Tài, nhưng thật ra bọn họ chỉ là bạn học, cùng trường thời đại học. Hai người quan hệ rất tốt nhưng nếu nói về gia thế thì hắn và Viên Thế Tài cách biệt quá xa. Sau khi tốt nghiệp đại học thì hắn cũng dần phát hiện ra sự bất hòa giữa cả hai. Trong thành phố Giang Hải có thể nói là có rất nhiều khách sạn lớn nhỏ, nhưng có một khách sạn 3 sao làm người ta cảm nhận được sự khác biệt, chỉ sợ là vì cái tên của nó, vì trong xã hội hiện đại, gọi là khách điếm cũng rất ít. Trong khách sạn có nhiều gian phòng khá rộng, trong một gian số 628 có một khách đã ở hơn tháng, những vị khách dừng chân ở đây tuy không biết, nhưng dù là ông chủ hay nhân viên phục vụ của khách sạn đều biết. Vị khách này không tầm thường. Vị khách không bình thường này chính là Thạch Trường Canh, sau khi được đưa về thành phố Giang Hải thì hắn chưa từng rời khỏi khách sạn này nửa bước, mà phòng 628 trở thành phạm vi hoạt động của hắn. Trong phòng có TV nhưng đã bị dọn đi, có mạng nhưng không có máy tính, đối với Thạch Trường Canh thì hoạt động giải trí duy nhất chính là nói chuyện với người ủy ban kỷ luật. Tiểu Đào, bạn gái có khỏe không? Lúc này Thạch Trường Canh đang nói chuyện với một người của ủy ban kỷ luật. À. Rất tốt. Tiểu Đào này chưa đến 30, bây giờ đã có hơi sợ Thạch Trường Canh, vì người này khác với kẻ khác, mỗi lần nói chuyện với người ủy ban kỷ luật thì thường rất hăng say. Vấn đề mấu chốt là hắn không nói ra một chữ nào có ý nghĩa, chỉ hỏi việc nhà của người ủy ban kỷ luật, vì vậy một tháng qua đám người ủy ban kỷ luật bị hắn làm cho phát sợ. Thạch Trường Canh, anh rất quan tâm đến chuyện nhà của người khác, sao anh không quan tâm đến con gái của mình? Nếu anh nói ra, anh sẽ sớm được gặp con gái. Một người khác mở miệng, là một người hơi lớn tuổi, khoảng 50. Anh Vương, con gái của tôi rất tốt, có người chăm sóc cho nó, ngược lại hình như con gái anh có bạn trai là một tên côn đồ phải không? Đây cũng không phải là chuyện tốt, tôi đã nói với anh rồi, đám người kia không có gì tốt, chỉ chơi đùa, chỉ thấy anh là quan mới đâm đầu vào. Thạch Trường Canh híp mắt cười, trong này rất buồn bực vì vậy hắn luôn tìm cơ hội nói chuyện. Câm mồm. Người đàn ông được gọi là anh Vương chợt sinh ra xúc động muốn ói máu, lão công tác ở ủy ban kỷ luật nhiều năm, trước kia từng thấy nhiều kẻ sợ run như cầy sấy, nào có ai như Thạch Trường Canh. Không biết hắn có gì mà không sợ, bị giam hơn một tháng mà tinh thần tốt như vậy. Chương 899, đừng nói nhảm với tôi. Anh Vương, đừng tức giận như vậy, dạy bảo con gái rất khó khăn, nhưng con gái của tôi thì rất may, mới có 9 tuổi thôi, hơn nữa con bé có được một cô chị tốt. Thạch Trường Canh tỏ vẻ khuyên bảo, hắn không biết tình huống bên ngoài thế nào nhưng lại tin con gái của mình được chăm sóc tốt. Hắn tin Vân Thanh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thạch Thuần, hắn tin Hạ Thiên có năng lực khủng bố kia sẽ lo lắng cho Vân Thanh, vì vậy con gái Thạch Thuần của hắn sẽ chẳng có việc gì. Nhưng lúc này Thạch Trường Canh không thể nói xong, vì một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bị đá văng. Ngoài cửa ra vào là một nam một nữ, nam nhìn chẳng có gì xuất chúng, nữ thì cực kỳ trưởng thành xinh đẹp. Dáng người nóng nảy.
nhưng lúc này tư thế của nàng rất kỳ quái, tay phải đưa lên, giống như đang định gõ cửa. Khi thấy hai người kia thì Thạch Trường Canh chợt chấn động, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tất nhiên hắn biết hai người kia, Vân Thanh kia không phải là con nhưng cũng gần giống như vậy, còn có cả người đàn ông có năng lực phi phàm của Vân Thanh, là Hạ Thiên. Thạch Trường Canh biết, bọn họ đến đây nhất định là vì mình. Các người làm gì, có biết đây là chỗ nào không? Sao, các người là ai? Mau nói ra đơn vị công tác. Anh Vương lúc này mới kịp phản ứng, lão quát lên nghiêm nghị chất vấn hai người kia. Câm mồm. Hạ Thiên hét lên một tiếng mất kiên nhẫn. Tôi là Hạ Thiên, tôi muốn đưa Thạch Trường Canh đi, nếu không muốn bị ăn đòn thì đừng nói nhảm. Buồn cười, cậu có quan niệm gì không? Cái gì, cậu nói mình là Hạ Thiên. Lúc đầu người đàn ông được gọi là anh Vương còn chưa kịp phản ứng, vẫn quát tháo Hạ Thiên, nhưng còn chưa nói dứt lời thì phát hiện tình huống không đúng. Lỗ tai của ông có vấn đề gì sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi đã nói rõ ràng rồi. Hạ Thiên kéo Vân Thanh đi vào phòng, sau đó đến trước mặt Thạch Trường Canh rồi mở miệng. Đi thôi. Thạch Trường Canh có chút ngây người, cứ như vậy mà đi sao? Như vậy khác gì chạy trốn? Chồng, như vậy sao được? Vân Thanh cũng có chút chần chừ, nàng vốn định cùng Hạ Thiên đến gặp mặt Thạch Trường Canh, còn địa phương giam giữ Thạch Trường Canh thì Kiều Đông Hải đã sớm nghe ngóng được. Hạ Thiên chỉ cần hỏi Kiều Đông Hải rồi đi đến tận cửa, nhưng khi nàng định gõ cửa, hắn lại đá văng cửa. Tất nhiên là được, tôi đảm bảo không có chuyện gì. Hạ Thiên tuyệt đối không quan tâm, hắn không phải trực tiếp đưa một sở giao đã giết chết cảnh sát từ trong ngục ra sao. Một Thạch Trường Canh thì đáng là gì? Vân Thanh nhìn hai người của Ủy ban Kỷ luật trong phòng, nàng phát hiện bọn họ bây giờ không nói gì, chẳng qua vẻ mặt có chút khó coi. Chú Thạch, chúng ta trước tiên có thể rời khỏi đây. Vân Thanh khẽ cắn môi, nàng cuối cùng cũng đưa ra quyết định, sự việc đã là như vậy, nên dứt khoát một chút cho xong. Thạch Trường Canh suy nghĩ, cuối cùng cũng đứng lên. Tiểu Đào, anh Vương, tôi đi trước đây. Thạch Trường Canh trước khi đi vẫn không quên nói vài câu. Tiểu Đào, phải dành thời gian nhiều cho bạn gái, còn anh Vương, cần phải quản lý con gái chặt hơn, đừng để bị lừa gạt. Tiểu Đào và anh Vương đều không nói gì, bọn họ chỉ nhìn Thạch Trường Canh đi ra khỏi phòng. Mãi đến khi ba người Thạch Trường Canh, Hạ Thiên và Vân Thanh biến mất trong tầm mắt mới nhớ điện thoại báo cáo. Thạch Trường Canh đã khỏi khách sạn, hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi hít vào một hơi thật sâu. Một tháng sau hắn mới có được tự do, nhưng hắn không ngờ phương pháp có được tự do của mình lại như vậy. Chú Thạch, chúng ta về nhà trước, Thuần Thuần luôn nghĩ về chú. Vân Thanh mở miệng nói, tuy nàng cảm thấy sau này thế nào cũng có phiền toái, nhưng bây giờ nàng lại không quan tâm nhiều. Thạch Trường Canh khẽ gật đầu, hơn một tháng không gặp con gái, thật ra trong lòng đã rất mong muốn được thấy con. Nếu là trước đó hắn sợ rằng con mình sẽ nhảy lầu, nếu không phải trước đó có sự xuất hiện của Vân Thanh, đồng thời hai bên lại quen biết nhau, thì một tháng qua hắn thật sự khó thể gắng gượng được. 10 phút sau, Vân Thanh lái xe chở Thạch Trường Canh và Hạ Thiên về đến khu dân cư Kim Thái, cuối cùng Thạch Trường Canh cũng được gặp Thạch Thuần sau một tháng xa cách. Khi thấy Thạch Trường Canh thì Thạch Thuần tất nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ, mà Thạch Trường Canh cũng ôm chặt con gái. Hơn một tháng hắn không công khai thật ra cũng vì con gái mà thôi, vì hắn biết nếu mình khai sẽ chẳng thể từ trong nhà giam đi ra, sợ rằng cả đời này sẽ không được gặp con. Vì vậy hắn tiếp tục cứng nhắc, như vậy sẽ có khả năng được gặp con gái, nếu khai thì chẳng còn gì cả. Vân Thanh kéo Hạ Thiên vào phòng ngủ, nàng tạm thời không quấy rầy hai cha con Thạch Trường Canh, bọn họ vừa gặp mặt, cần có chút thời gian. Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Vân Thanh có chút lo lắng. Chị Vân Thanh, chị yên tâm, tôi không có vấn đề gì. Hạ Thiên lại tin tưởng 10 phần. Hôm qua tôi đã đưa Giao Giao từ trại giam đi ra, cũng chẳng phải không có gì sao. Hạ Thiên nói đến sở Giao thì chợt nhớ ra. Đúng rồi, không biết vợ Giao Giao và vợ tóc vàng đã tỉnh ngủ chưa, tôi phải điện thoại hỏi thăm mới được. Trước tiên Hạ Thiên điện thoại cho Mộc Hàm. Hắn buồn bực phát hiện nàng đã về thủ đô, trước khi đi rõ ràng không điện thoại cho hắn. Vợ, sao chị lại lén quay về thủ đô? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chồng, không phải là lén quay về, phía thủ đô có chuyện, hơn nữa cậu cũng vừa quay về Giang Hải, cũng không có thời gian theo tôi, vì vậy tôi phải quay về. Mộc Hàm nũng nịu giải thích trong điện thoại. Tôi mặc kệ có thời gian cùng chị hay không, lần sau không cho phép chị lén trốn đi, nếu không tôi sẽ đánh mông. Hạ Thiên cảnh cáo Mộc Hàm. Ừ,
chồng, biết rồi. Mộc Hàm khẽ đáp, Hạ Thiên nói như vậy không làm cho nàng mất hứng, thậm chí còn vui vẻ hơn. Sau khi điện thoại cho Mộc Hàm thì Hạ Thiên lại gọi cho Sở Giao, sau đó hắn phát hiện nàng thật sự có thể ngủ, bây giờ vẫn còn mơ màng trên giường. Chồng, người ta ở trại tạm giam không được ngủ ngon, bây giờ muốn ngủ thêm cho sướng, không nghe điện thoại của anh nữa, em tiếp tục ngủ. Sở Giao mơ màng nói một câu rồi cúp điện thoại. Đã ngủ lâu như vậy rồi, nếu tiếp tục thì sợ rằng sẽ biến thành heo. Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó hắn lại điện thoại cho Sở Giao, muốn đánh thức nàng. Nhưng lúc này hắn không thể gọi đi, vì có người gọi đến. Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, hắn không đợi đối phương mở miệng mà chủ động hỏi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị ở đâu vậy? Chương 900, tôi muốn thưởng cho cái miệng của chị. Cậu quan tâm tôi ở nơi nào làm gì? Người điện thoại đến rõ ràng là Lãnh Băng Băng, nàng có chút tức giận, vì vậy giọng điệu cũng không có gì tốt. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đã điện thoại cho tôi, như vậy tất nhiên là nhớ đến tôi chắc chắn sẽ đi tìm chị ngay lập tức, mà tôi không biết chị ở đâu, sao có thể tìm được. Hạ Thiên có 10 phần lý do. Vì vậy phải nói cho tôi biết chị đang ở đâu. Chỉ có quỷ mới nhớ cậu. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cậu một ngày không gây chuyện thì sẽ chết sao? Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Tất nhiên là không, vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi sẽ không chết. Tôi sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho tức chết. Lãnh Băng Băng căm giận nói. Cảnh sát tỷ tỷ, điều này cũng không thể, đầu tiên tôi sẽ không làm cho chị tức, mà dù chị có tức sinh bệnh thì tôi cũng có thể chữa tốt, tất nhiên chị sẽ không bị tức chết. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng trầm mặc 10 giây đồng hồ, sau đó nàng thở phì phò nói. Hừ, tôi chẳng nói với cậu, cùng lắm tôi tự xử lý. Lãnh Băng Băng nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên có chút hưng phấn, cảnh sát tỷ tỷ thật sự muốn làm vợ chuyên trách của hắn sao? Chị Vân Thanh, tôi đi tìm cảnh sát tỷ tỷ cái đã. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu với Vân Thanh, sau đó hắn đứng lên và nhanh chóng bỏ đi. Cảnh sát tỷ tỷ tình nguyện làm vợ chuyên trách cho hắn, tất nhiên hắn phải đi tìm nàng. Vân Thanh há miệng định nói gì đó nhưng một chữ không nên lời, Hạ Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Vân Thanh cuối cùng cũng không nói gì, nàng chỉ khẽ thở dài, người này lăng nhăng quang minh chính đại như vậy sao? Phân cục công an quận Đông. Lãnh Băng Băng ngồi ở bên cạnh bàn công tác, nàng có chút xuất thần. Có vài người cảm thấy làm cảnh sát rất tốt, vì công tác này khá tốt, dù có nguy hiểm thì cũng là nhân viên nhà nước, tiền lương không thấp. Cũng có người cảm thấy mặc chế phục cảnh sát rất có uy. Cũng có người vì yêu nghề, mà Lãnh Băng Băng chính là một người như vậy. Vì Lãnh Băng Băng yêu nghề này, không phải vì tiền, không phải vì làm cảnh sát uy phong, chẳng qua nàng chỉ thích, và trước nay nàng luôn xem mình là một cảnh sát tốt. Dù là tội phạm gì, dù bọn họ có thân phận và địa vị thế nào thì cũng phải được đối xử như nhau, nhưng những tháng gần đây Lãnh Băng Băng phát hiện ra mình không phải tốt như vậy, vì nàng đối mặt với vài sự việc và khó thể công chính công bình. Nếu nói cụ thể, thật ra nàng đã có đãi ngộ đặc biệt với người nào đó, mà người này chính là người đàn ông thân mật nhất của nàng, là Hạ Thiên. Trước đó khi Lãnh Băng Băng phá án, nàng thấy những người phụ nữ không tiếc phạm tội vì đàn ông của mình, nàng cảm thấy đáng buồn cho những người như vậy. Nhưng bây giờ nàng phát hiện ra mình cũng không khác gì những phụ nữ khác, trước kia nàng nhìn sự việc công chính chẳng qua vì chưa có người để quan tâm mà thôi, khi nàng yêu một người đàn ông, như vậy bản chất của nàng và những phụ nữ kia là không khác nhau. Hơn một tháng trước Lãnh Băng Băng còn là một cảnh sát không có quá nhiều điều lo lắng, nhưng khốn nổi Hạ Thiên hay gây chuyện, mà dù hắn làm ra chuyện gì ở thành phố Giang Hải, nếu có người báo cảnh sát thì sự việc cuối cùng cũng rơi vào tay nàng, điều này cũng làm nàng cảm thấy khó khăn. Nàng vừa mong muốn Hạ Thiên không đả thương người vô tội, vừa không thể nhốt hắn vào tù. Điều làm nàng cảm thấy an tâm chính là Hạ Thiên dù làm nhiều chuyện trái luật, nhưng đám người bị hắn dạy bảo thường chẳng tốt đẹp gì. Những ngày qua Hạ Thiên làm ra không ít chuyện nhưng cuối cùng cũng được Lãnh Băng Băng ép xuống, thật ra đó cũng không phải vì công lao của nàng, thực tế còn vì chính Hạ Thiên. Vì hắn có quan hệ không tệ với Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Hải Hoàng Hải Đào và Cục trưởng Cục Công an tỉnh Hào Đồ. Nhưng đến bây giờ tình huống lại có biến đổi, Cục trưởng Cục Công an tỉnh Hào Đồ đã từ chức, nghe nói vài ngày nữa sẽ có cục trưởng mới, mà cùng lúc đó Cục trưởng Cục Công an thành phố cũng đã thay người. Nguyên Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Hải Hoàng Hải Đào được đề bạt làm bí thư tư pháp thị ủy nhưng không được kiêm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Công an, nhìn qua giống như Hoàng Hải Đào được thăng chức nhưng thực quyền lại giảm,
bây giờ nói lão mất quyền cũng không đủ, mà cục trưởng mới tiền nhiệm cũng là người đến từ ngoài tỉnh. Cục trưởng mới tên là Bì Chí Mẫn, Lãnh Băng Băng không quen biết người này. Thực tế nửa giờ trước đó nàng mới liên hệ điện thoại lần đầu tiên với đối phương, mà nội dung cuộc điện thoại làm nàng không thoải mái, vì vị cục trưởng Bì kia rõ ràng gọi điện thoại hỏi tội. Bì Chí Mẫn truy vấn vụ án Sở Giao giết chết cảnh sát, hơn nữa yêu cầu Lý Bình bắt Sở Giao quay về. Cuối cùng đối phương còn quăng ra một câu, cần phải đi làm ngay, nếu không được thì từ chức. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nghĩ đến vấn đề Hào Đồ từ chức, nàng bắt đầu ý thức được Bì Chí Mẫn cũng không phải thật sự muốn bắt người, vị cục trưởng này chỉ muốn nàng từ chức mà thôi. Lãnh Băng Băng sau đó lại nhận được tin, Hạ Thiên lại náo loạn, cướp người đi từ trong tay ủy ban kỷ luật, không khác gì tình cảnh cướp người trong trại giam trước đó. Vì vậy nàng không nhịn được phải điện thoại cho hắn, nhưng trong điện thoại nàng bị Hạ Thiên làm cho tức giận phải cúp máy. Có lẽ từ chức cũng tốt. Lãnh Băng Băng thầm có ý nghĩ như vậy, nàng thật sự có quyết định muốn từ chức. Lãnh Băng Băng đứng lên, nàng mở cửa phòng làm việc, đột nhiên nàng cảm thấy trước mặt hoa lên, sau đó thân thể chợt nhẹ. Nàng bị người ta bế lên, bên tai còn vang lên âm thanh hưng phấn. Cảnh sát tỷ tỷ, rốt cuộc chị cũng làm vợ chuyên trách của tôi. Ai muốn làm vợ chuyên trách của cậu? Lãnh Băng Băng tức giận nói, người đột nhiên xuất hiện và ôm nàng lên. Ngoài Hạ Thiên thì có thể là ai? Cảnh sát tỷ tỷ, vừa rồi chị điện thoại tiếp nhận rồi mà. Hạ Thiên ôm Lãnh Băng Băng đi vào. Tôi thấy chị ngoan, vì vậy quyết định đến ban thưởng. Ban thưởng cái đầu cậu. Lãnh Băng Băng có chút sở khóc sở cười, lưu manh này cả ngày nghĩ gì thế? Còn nói nàng ngoan sao? Nàng không phải cô bé, không thể nói là ngoan. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi không thưởng đầu cho chị, tôi muốn thưởng miệng chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sau đó hắn cúi xuống. Không cho phép, Lãnh Băng Băng kháng nghị nhưng lúc này khó thể né tránh, nàng bị Hạ Thiên chặn miệng, điều này làm nàng sinh ra xúc động muốn cắn hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 900.